Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 105. Sau khi chân khí trong cơ thể đầy thì mới có thể độ đại thiên kiếp, hoặc nói đúng hơn là nắm chắc độ kiếp. Chân khí trong cơ thể đầy chính là căn cơ để độ kiếp. Cắn chuốt, luyện hóa yêu lực của chuột tử kim đã giúp hắn tăng 60% chân khí, sao Dương Bách Xuyên lại không vui vẻ được? Dương Bách Xuyên vừa nói, đám người Mộ Trường Sinh đã lấy lại tinh thần. Trường Phong xin bái phục sư tổ, Mộ Trường Phong tâng bốc Dương Bách Xuyên. Những đệ tử khác của Điện Trường Sinh cũng ôm quyền phụ họa, sư tổ lợi hại. Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười gian trá, nhìn vẻ mặt của mọi người lúc này, hắn cũng biết vì sao mọi người lại bị dọa sợ, còn không phải công pháp cắn nuốt luyện hóa kia sao. Nói chính xác thì đó là chiêu thức thứ ba của thập nhị chí tôn, hoặc nói đúng hơn thì đó là công lao của lão đầu. Ha ha, ăn may thôi, được rồi đi thôi. Dương Bách Xuyên có chút khiêm tốn, nhưng trong lòng lại rất hưởng thụ lời khen của đám người Mộ Trường Sinh. Hắn lẩm bẩm, lão đầu, cuối cùng thì con cũng không mất mặt trước đám đệ tử Điện Trường Sinh đúng không? Nhưng mà, đáp lại hắn là tiếng hừ lạnh của Vân Thiên Tà. Vân Thiên Tà vô cùng khinh thường. Dương Bách Xuyên cũng không lạ gì với đả kích của lão đầu, trong lòng hắn cũng chẳng quan tâm, ngược lại rất đắc ý. Lần này lão đầu đích thân truyền dạy và thi triển đấu chuyển chí tôn tam ấn, mặc dù Dương Bách Xuyên chỉ đứng nhìn nhưng lại thu được lợi ích không nhỏ. Dù sao thì đấu chuyển chí tôn đã in rõ trong đầu hắn, chỉ cần cho hắn thời gian lĩnh hội, sớm muộn gì hắn cũng có thể thi triển được. Chân khí trong tử phủ đã tăng lên 60%, lại lấy được ba ấn thần thông của đấu chuyển chí tôn, Dương Bách Xuyên cực kỳ vui vẻ. Hắn theo mọi người tiếp tục đi về phía trước. Hắn phát hiện, ánh mắt đám người Mộ Trường Phong nhìn về phía hắn tràn đầy kính trọng, thậm chí còn có chút sợ hãi. Mà Hiên Viên Linh Hề cũng bắt đầu cố tình nói chuyện với hắn. Bản thân Dương Bách Xuyên biết rõ những thay đổi này, tất cả đều bởi vì thực lực của hắn. Thực lực vĩnh viễn là giấy thông hành ở tu chân giới. Đương nhiên, Dương Bách Xuyên cũng không sợ ý tốt của Hiên Viên Linh Hề, trong lúc nói chuyện với nàng ta, hắn cũng có chút hiểu biết nữ nhân mặt dỗ trông có vẻ xấu xí nhưng lại có khí chất phi phàm. Thật ra, Hiên Viên Linh Hề mang lại cho Dương Bách Xuyên một cảm giác nàng là một người tài hoa uyên bác. Nói chuyện với Hiên Viên Linh Hề, Dương Bách Xuyên cảm thấy rất thoải mái, chưa từng xuất hiện tình huống tẻ nhạt, hắn nói cái gì nàng đều có thể tiếp lời, hơn nữa còn là học một biết mười. Hành trình phía trước không có thay đổi lớn nào, cũng có yêu thú tấn công, nhưng chúng không phải theo bầy đàn, chỉ cần không phải là yêu thú tập trung thành đàn thì đệ tử Điện Trường Sinh và Hoàng Triều Hiên Viên có thể giải quyết được. Tốc độ của mọi người nhanh hơn không ít. Sau 10 ngày, bọn họ cuối cùng cũng tới được trung tâm rừng rậm. Từ phía xa, Dương Bách Xuyên nhìn thấy một gốc cây cổ thụ cao chọc trời. Cây đằng cổ thụ xuất hiện trước mắt mọi người. Sau khi qua đó, khóe mắt Dương Bách Xuyên giật giật, hắn nhìn thấy đám người Mai Hoa Tiên Tử. Dương Bách Xuyên nhìn thấy không chỉ có mỗi đoàn người Mai Hoa Tiên Tử, mà còn thấy cả Lưu Giật Trần đang chạy trốn cũng xuất hiện bên người Mai Hoa Tiên Tử. Ở phía bên kia cây cổ đằng là Minh Du Nhiên của U Linh Chi Đô và đám người Khương Thế Long của Thánh Địa Đao Trùng. Nhìn qua có vẻ Minh Du Nhiên và Khương Thế Long không liên hợp với Mai Hoa Tiên Tử, điều này làm cho Dương Bách Xuyên yên tâm rất nhiều. Dương Bách Xuyên thấy thế cục trước mắt cũng coi như là một kết quả tốt, vì ít nhất Mai Hoa Tiên Tử sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Sau đó nhóm người Mai Hoa Tiên Tử đi đến một nhánh cây leo trên cây cổ đằng. Lại nói về cây cổ đằng, đó là một gốc cây cực kỳ đồ sộ, cao thì không cần bàn cãi vì những dây leo của nó quấn quanh những cây cổ thụ khác, chạy thẳng lên chân tận trời xanh. Dương Bách Xuyên cảm giác diện tích lan tràn chiếm cứ của những nhánh dây leo này hẳn là phải kéo dài cả vài dặm. Cho nên giờ phút này đám người Mai Hoa Tiên Tử quả thật đang đứng trên một nhánh cây cổ đằng. Còn đám người Minh Du Nhiên thì ở cách đó không xa. Dương Bách Xuyên và Mộ Trường Phong vừa vặn ở chính diện, ba bên tạo thành một hình chữ thập. Theo như lời Mộ Trường Phong nói, bộ rễ của cây cổ đằng này chính là truyền tống trận thông đến hành cung tiếp theo. Toàn bộ truyền tống trận được cây cổ đằng bao vây nằm ở bên trong. Mục đích của nhóm người Mai Hoa Tiên Tử rất rõ ràng, bọn họ nhắm thẳng tới truyền tống trận mà đi. Sư tổ, chúng ta cũng đi thôi.
Mộ Trường Phong nhìn thoáng qua nơi Mai Hoa tiên tử biến mất rồi nói với Dương Bách Xuyên, cũng may đối phương không có ý động thủ, điều này làm cho lòng y thở phào nhẹ nhõm, thực ra Mộ Trường Phong rất sợ chuyện phải trở mặt với Mai Hoa tiên tử. Dù sao Mai Hoa tiên tử cũng là người đại diện cho Thông Tiên Cung, mà Thông Tiên Cung cổ xưa đứng đầu cửu đại thánh địa, là tồn tại không hề đơn giản, tuy nói giữa bọn họ đều là những thế hệ trẻ, nhưng bọn họ cũng đại biểu cho thể diện thánh địa đứng sau mình, nếu thật sự đánh nhau cũng không tốt. Hơn nữa Trường Sinh Điện thành lập muộn nhất, nên nội tình cũng yếu nhất trong cửu đại thánh địa. Dương Bách Xuyên gật gật đầu nói, đi thôi, đúng rồi sao lại không thấy loại hoa cây đằng mà ngươi nói. Hồi bẩm sư tổ, hoa cổ đằng vốn không mọc nhiều, vẻn vẹn chỉ có 9 đoá, hơn nữa còn sinh trưởng rất vô lý, hay mọc ở trong rễ cây cổ đằng, nơi đó cũng là cửa vào của truyền tống trận. Cũng do loài hoa này mọc ngay tại lối vào, cho nên rất nhiều người không chịu được sự hấp dẫn mà chết, nhưng chỉ cần không đụng chạm vào hoa cổ đằng thì sẽ không phát sinh việc gì. Dương Bách Xuyên gật đầu, trong lòng cũng thầm nghĩ đến lúc đó hắn vẫn nên cách xa một chút. Lúc bọn họ đi về phía trước thì đã không thấy tung tích đám người Mai Hoa tiên tử đâu nữa, còn Minh Du Nhiên và Khương Thế Long cũng lần lượt biến mất trên cây cổ đằng. Đám người Dương Bách Xuyên và Mộ Trường Phong nhảy lên, bước lên thân cây cổ đằng màu trắng ngà, đứng ở trên nhánh cây leo, giống như bước lên một con đường nhỏ trong núi vậy. Cành cây cổ đằng vô cùng tráng kiện, cành nhỏ nhất cũng đã to chừng 1-2 mét, còn những cành thô to lớn nhất thì lên đến 7-8 mét. Dù chạy nhảy lung tung trên đó cũng không thành vấn đề. Sau khi bước lên cành cây cổ đằng, tốc độ của Mộ Trường Phong rất kỳ quái, dường như y rất sốt ruột, y không thèm để ý những người khác chạy thục mạng về phía trước. Hành động này của Mộ Trường Phong trái ngược hoàn toàn với tính cách luôn luôn điềm tĩnh của y, điều này làm cho Dương Bách Xuyên buồn bực trong lòng, nhưng Dương Bách Xuyên cũng không nghĩ nhiều mà nhanh chóng đuổi theo. Vài phút sau chợt nghe thấy tiếng Mộ Trường Phong đã cách hắn cả trăm mét hô to, Mai Hoa tiên tử chớ động thủ. Dương Bách Xuyên ôm nghi ngờ tự hỏi Mộ Trường Phong đã xảy ra chuyện gì, nghe trong giọng nói giống như bị Mai Hoa tiên tử bắt được điểm yếu. Sao y lại dùng giọng điệu cầu xin? Lúc này hắn khẩn trương bước đi nhanh hơn. Mai Hoa, ngươi! Ngay lúc này, giọng nói giận dữ của Mộ Trường Phong vang lên. Thì Dương Bách Xuyên cũng kịp lúc đến bên người Mộ Trường Phong. Theo tầm mắt Mộ Trường Phong nhìn lại thì thấy phía trước mấy chục mét, xuất hiện một hang động bằng dây leo rất lớn, ở bốn phía hang động mọc 9 đóa hoa màu trắng ngà to độ chừng cái cối xay, hẳn là 9 bông hoa cổ đằng mà Mộ Trường Phong đã từng nói qua. Tuy cách chỗ đó thật xa nhưng vẫn có thể cảm nhận được năng lượng dao động mạnh mẽ từ trong đóa hoa tản mát lan ra, năng lượng dao động này khiến cho Dương Bách Xuyên phải kinh ngạc. Trong lòng hắn thầm nghĩ hèn chi có nhiều người không ngăn cản được sự hấp dẫn, bởi nếu có thể hấp thu năng lượng dao động mạnh mẽ này thì dù chống đỡ hơn trăm năm khổ tu cũng không phải là nói khoác. Nhưng lúc này Dương Bách Xuyên nhìn thấy hành động của Mai Hoa tiên tử, lập tức hiểu rõ vì sao Mộ Trường Phong lại giận dữ như vậy. Dương Bách Xuyên thấy sau khi Mai Hoa tiên tử tiến vào hang động bằng cây leo, đột nhiên trong tay nàng ta bắn ra một vệt sáng đánh vào một đóa hoa cổ đằng. Tức thì một tiếng nổ vang lên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngay sau đó toàn bộ cây cổ đằng run rẩy. Lúc này Dương Bách Xuyên rõ ràng ý tứ của Mai Hoa tiên tử, nàng ta muốn hại người. Sự âm hiểm của nàng ta nằm ở chỗ khi đoàn người của nàng ta đã tiến hết vào trong động cây không còn nguy hiểm, thì nàng ta mới ra tay chọc hoa cổ đằng, hòng khiến toàn bộ cây cổ đằng này nổi giận. Lúc này Dương Bách Xuyên mới hiểu được vì sao lúc nãy Mộ Trường Phong điên cuồng chạy về phía trước, y là lo Mai Hoa tiên tử âm thầm hại người, bây giờ xem ra câu nói nữ tử và tiểu nhân không thể đắc tội quả là rất đúng. Giờ phút này Dương Bách Xuyên bọn họ đều đang đứng trên cây cổ đằng, khi Mai Hoa tiên tử đánh vào đóa hoa cổ đằng kia, giống như là chạm vào mông hổ, làm cho cây cổ đằng vốn yên tĩnh ôn hòa lập tức trở nên giận dữ. Hậu quả là toàn bộ các nhánh cây rung lắc kịch liệt. Bọn người Dương Bách Xuyên toàn bộ đều bị cành dây leo khô ném ra ngoài. Toàn thân cây cổ đằng múa may điên cuồng, những nhánh cây trải dài mấy trăm dặm cũng rung lắc dữ dội. Ầm ầm ầm. Trong chốc lát lại có tiếng động long trời lở đất vang lên. Là những nhánh cây dây leo của cây cổ đằng đang tự bứng mình lên khỏi mặt đất, khiến cho mặt đất rung động ác liệt.
Dương Bách Xuyên cũng bị văng ra ngoài, hắn giơ tay cắm kiếm đổ long vào trên dây leo, nắm chặt không buông tay, cả người giống như đang đu dây. Ngay sau đó hắn lại phát hiện bầu trời dần dần ảm đạm xuống, lúc này hắn mới biết những nhánh cây leo đang co rút lại. Mặt mày Mộ Trường Phong nhăn nhó, sư tổ, chúng ta phải mau chóng nghĩ cách đến chỗ hoa cổ đằng, nếu không sẽ bị những dây leo này co rút xiết chết. Dương Bách Xuyên nghe thấy Mộ Trường Phong nói vậy, lập tức nhìn về phía trước, quả nhiên khu vực mọc hoa cổ đằng và động cây cách đó vài thước rất yên bình, còn những nơi khác đều đang run lắc kịch liệt, từng sợi dây leo thô to không đồng nhất đang không ngừng co rút lại. Dương Bách Xuyên lúc này mới phát hiện những nhánh dây leo to lớn bực này rất dẻo dai, đến cả kiếm đồ long kiếm cũng không thể chặt đứt dù chỉ một chút. Những người khác cũng nghe thấy lời của Mộ Trường Phong, sắc mặt ai nấy đều nhăn nhó, nhưng vẫn đi về phía hoa cổ đằng. Dương Bách Xuyên tuy rằng cảm thấy có điều kỳ quái, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, đột nhiên lấy hết sức nhảy đến bên cạnh Lục Yên Chi, sau đó nắm lấy tay Lục Yên Chi kéo về phía trước. Chỉ có hắn biết cơ thể Lục Yên Chi hơi kém, cho nên lúc này cần phải chiếu cố nàng. Lục Yên Chi bị Dương Bách Xuyên nắm tay, trong lòng rất ngọt ngào, trong đôi mắt xinh đẹp sáng ngời lung linh. Hai người nhanh chóng chạy về phía trước. Về phần thú ngũ hành, chồn nhỏ và đá đả tiên, Dương Bách Xuyên từ đầu đến cuối không thèm để ý. Thú ngũ hành là thiên địa dị thú da dày thịt béo bị dây mây quất trúng nhiều lắm chỉ hơi đau một chút, tốc độ thân thể của chồn nhỏ như thiểm điện, chấn động kiểu này hoàn toàn vô dụng với chồn nhỏ, còn đá đả tiên thì càng thoải mái hơn, nó đã núp sẵn trong bộ lông dày của thú ngũ hành. Hoàng Triều Hiên Viên cùng đệ tử Trường Sinh Điện ai nấy đều là cao thủ độ kiếp đại viên mãn. Tự đám người này có thể dễ dàng ứng phó với tình huống bất ngờ. Lúc này chấn động kịch liệt rốt cuộc biến mất, bọn họ không còn bị dây leo quất đánh nữa, nhưng bọn họ nhìn thấy dây leo phía sau đã co rút thành một cái hình tròn. Che khuất bầu trời, chỉ chốc lát sau đã không nhìn thấy bất kỳ ánh sáng nào, dù là một khe hở cũng không tồn tại. Dương Bách Xuyên nhìn vòng tròn phía sau lòng vẫn còn sợ hãi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Mộ Trường Phong toàn thân phủ văn thét lớn, kết trận. Nhìn dáng vẻ Mộ Trường Phong so với lúc trước dường như càng khẩn trương hơn, hơn nữa Hiên Viên Linh Hề và đệ tử hai bên cũng lập tức phòng ngự như lâm đại địch, khí tức toàn thân mỗi người tăng vọt, sau khi rơi xuống đất liền hình thành một trận pháp, hơn 10 người kết thành trận pháp phòng ngự, bao phủ toàn bộ mọi người bên trong, hào quang đại thịnh hẳn lên. Dương Bách Xuyên cảm thấy kỳ quái, rõ ràng đến nơi này xem như yên tĩnh. Nhưng sao nhìn đám người Mộ Trường Phong càng căng thẳng hơn lúc nãy. Hơn nữa nơi bọn họ đứng rất gần hoa cổ đằng, Dương Bách Xuyên thầm nghĩ đám người Mộ Trường Phong không cần phải tỏ vẻ lo lắng như thể kẻ địch sắp như thế. Đang lúc hắn nghĩ thầm trong lòng thì trong tai lại vang lên một tiếng thét dài, growl. Một tiếng thét dài này vang lên, Dương Bách Xuyên cảm thấy nguyên thần của mình suýt chút nữa xuất khiếu, có thể rõ ràng cảm nhận được tiếng thét này làm cho người ta có loại cảm giác sùng bái. Giống như một con thú cổ đại khổng lồ thức tỉnh. Ngay sau đó lại là một tiếng thét dài vang lên, growl. Growl growl, tiếng thứ ba, thứ tư, liên tiếp 9 tiếng thét dài, cũng có thể nói là 9 tiếng hổ gầm, Dương Bách Xuyên rốt cuộc hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Là 9 đóa hoa cổ đằng đã xảy ra biến dị. Lúc trước Mộ Trường Phong đã từng nói, hoa cổ đằng là do tàn hồn Bạch Hổ Thiên Yêu Vương biến thành. Do đó nó có thể hóa thành Bạch Hổ Thiên Yêu tiến hành công kích người, vừa rồi Mai Hoa Tiên Tử trước khi tiến vào động cây đã cố ý kích động một đóa cổ đằng, hòng mưu hại bọn họ một phen. Dương Bách Xuyên biết Mai Hoa Tiên Tử rõ ràng là nhằm vào bọn họ, bởi vì không nhìn thấy tung tích Minh Du Nhiên và Khương Thế Long đâu, nói không chừng bọn họ sớm đã đi vào. Lúc trước mặt mày Mai Hoa Tiên Tử tối sầm, dù nàng ta nhìn thấy Dương Bách Xuyên cũng không phát tác, vốn hắn còn tưởng là nàng ta không dám. Hiện tại mới biết hắn nghĩ sai rồi, nữ nhân kia không phải là không dám mà là có chiêu thức âm hiểm hơn. Kích động hoa cổ đằng, khiến cho toàn thân cây cổ đằng tức giận, cốt lõi là nhằm để trả thù. Dương Bách Xuyên cũng hiểu được tại sao khi Mộ Trường Phong nói đến hoa cổ đằng lại cố giấu vẻ mặt nhăn nhó, đó là bởi vì hoa cổ đằng rất nguy hiểm. 9 đóa cổ đằng truyền ra tiếng gào thét. Điều đó cũng có nghĩa là sẽ xuất hiện 9 hoa yêu cảnh giới có thể so với tu sĩ đại thừa công kích bọn họ. Điểm này so với công kích của những dây leo kia càng khủng bố hơn. Những dây leo cổ đằng vẫn không ngừng co rút, múa may công kích,
như vậy khắp phạm vi 9 dặm tính từ hoa cổ đằng và động cây thì không còn chỗ nào có thể đứng nữa. Nhưng sau khi bọn họ có chỗ đặt chân lại xuất hiện một vấn đề nan giải hơn. Đó là hoa cổ đằng bị Mai Hoa Tiên Tử kích động, 9 đóa cổ đằng hóa thành hoa yêu công kích bọn họ. Không thể không nói Mai Hoa Tiên Tử này quả thật rất âm hiểm. Trái phải không để bọn họ có đường lui. Dương Bách Xuyên biết bây giờ bày ở trước mặt bọn họ chỉ có một con đường, đó là tiến vào động cây, nhưng muốn tiến vào động cây, nhất định phải đối mặt với 9 đóa hoa yêu công kích. Cũng may Mộ Trường Phong và Hiên Viên Linh Hề có chuẩn bị trước, ngay sau khi rơi xuống mặt đất lập tức để mọi người kết trận. Khi đám người Mộ Trường Phong kết thành trận pháp, hào quang từ trận pháp bao phủ bọn họ bên trong, 9 đóa hoa cỡ trứng cối xay gió cũng hiện lên quang mang rực rỡ hóa thành hoa yêu. Từng tiếng hổ gầm xuất hiện từ những hoa yêu mọc trên rễ cây. Hoa yêu đầu hổ trong nháy mắt từ trên cây nhào xuống, vừa giống giận vừa tông vào kết giới trận pháp mới hình thành của đám người Mộ Trường Phong. Âm ầm ầm, 9 đóa hoa yêu đầu hổ một đầu sinh trưởng trên rễ cây cổ đằng, giống như sợi dây xích vào trong cây, đầu còn lại kia là một cái đầu bạch hổ thật lớn, sau khi nhào xuống lập tức cắn xé kết giới trận pháp. Đột nhiên tất cả mọi người trong trận pháp cảm thấy chấn động. Răng rắc. Chỉ một kích, nhưng kết giới của trận pháp đã phát ra tiếng răng rắc, Dương Bách Xuyên biết, nếu chịu thêm một kích thì trận pháp này tất sẽ bị phá. Giờ phút này 9 đóa hoa yêu đầu hổ lui về sau khi đánh ra một kích, quang thân chúng tản ra ánh sáng trắng bạc chói mắt, rồi lại lao đến giống lần đầu tiên. Dương Bách Xuyên hừ lạnh nói, Trường Phong các ngươi đi trước. Hắn giống to với đám người Mộ Trường Phong, Dương Bách Xuyên trực tiếp vận chuyển thân thể pháp tướng. Quyền Long Ấn, lên. Dương Bách Xuyên thi triển ra chiêu thức thứ ba đấu chuyển chí tôn tam ấn trong Quyền Long Ấn của thần thông thập nhị chí tôn, trong lòng nghĩ thầm có Quyền Long Ấn ở đây, lại thêm việc hắn đang vận chuyển thân thể pháp tướng, hẳn là có thể hấp thu 9 đóa hoa yêu đầu hổ lên trên người mình, ngày sau có thể luyện hóa 9 đóa hoa yêu này được hay không thì không biết, nhưng Dương Bách Xuyên muốn thoát thân khỏi chúng thì chẳng phải vấn đề khó. Sở dĩ Dương Bách Xuyên dám mạo hiểm như thế, bởi vì hắn ỷ lại việc lão đầu tử vẫn còn ở đây. Thế nên hắn biết rõ nếu không thể khống chế sự việc gì lão già sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ầm ầm. Sau khi Dương Bách Xuyên vận chuyển thân thể pháp tướng lên thì 9 đóa hoa yêu cũng công kích lên kết giới của đám người Mộ Trường Phong lần thứ hai, trong tiếng ầm ầm, kết giới trận pháp quả nhiên giống như Dương Bách Xuyên dự liệu, bị phá tan. Cũng ngay lúc đó, Dương Bách Xuyên vận chuyển Quyền Long Ấn, ngay lập tức toàn thân pháp tướng cao lớn trăm thước truyền đến lực hút thật lớn, 9 đóa hoa yêu đầu hổ vốn đang công kích vào Mộ Trường Phong, trong nháy mắt đã bị Dương Bách Xuyên vận chuyển Quyền Long Ấn hút toàn bộ hấp thu trên thân thể pháp tướng của hắn. Biến hóa đột nhiên xảy ra, làm cho mặt mày Mộ Trường Phong và Hiên Viên Linh Hề lúc nãy còn đang nhăn nhó đã chuyển qua mừng rỡ, trước đây bọn họ đã gặp qua việc Dương Bách Xuyên dùng thần thông pháp tướng thôn phệ cường đại, luyện hóa hàng ngàn vạn chuột yêu tử kim thành một đống xương trắng. Bây giờ lại nhìn thấy Dương Bách Xuyên vận chuyển thần thông hấp thu toàn bộ hoa yêu đầu hổ lên trên người thân thể pháp tướng, bọn họ thở phào một hơi. Dường như tất cả mọi người đều nghĩ chỉ cần Dương Bách Xuyên xuất thủ là có thể luyện hóa hoa yêu đầu hổ. Nhưng đám người Mộ Trường Phong nào biết rằng lúc trước Dương Bách Xuyên có thể luyện hóa chuột yêu tử kim là bởi vì có Vân Thiên Tà âm thầm hỗ trợ, mà hiện tại là Dương Bách Xuyên tự mình chủ trương, có thể thôn phệ luyện hóa hoa yêu đầu hổ hay không vẫn là một ẩn số. Giờ đây đám người Mộ Trường Phong xem như thoát khốn ngay trong gang tấc, khi nghe Dương Bách Xuyên nói dứt câu, Mộ Trường Phong rốt cuộc phản ứng lại, lập tức cùng Hiên Viên Linh Hề mang theo người đi nhanh tới chỗ hang động cây. Dù sao ở trong lòng Mộ Trường Phong, thủ đoạn của vị sư tổ Dương Bách Xuyên này rất dọa người, hẳn là hắn sẽ có thể có biện pháp trấn áp hoa yêu đầu hổ. Nhưng Dương Bách Xuyên không biết rằng giờ phút này ở động cây cách đó không xa, đám người Mai Hoa Tiên Tử vừa nhìn bọn họ vừa cười âm hiểm. Sư tỷ, lần này tiểu tử Dương Bách Xuyên kia chết chắc. Không sai, tiểu tử này không biết trời cao đất dày, thật đáng chết. Bị 9 đóa hoa yêu đầu hổ ngăn cản, bọn họ đừng hòng thoát. Một gã đệ tử thông tiên cung còn chưa nói xong chữ thoát thân, đã nhìn thấy toàn thân Dương Bách Xuyên kim quang thiền định, sau một khắc đã hấp thu toàn bộ 9 đóa hoa yêu đầu hổ lên trên người. Cái này, tên tiểu tử này đang làm gì vậy?
đối với Dương Bách Xuyên nếu nàng ta không thể giao hảo cũng không thể trở thành đạo lữ, vậy thì chỉ có thể chém giết. Lúc trước Dương Bách Xuyên chém giết đệ tử Thông Thiên Cung khiến nàng ta rất tức giận, nhưng vì kiên trì đến đệ thất cung, Mai Hoa tiên tử muốn tổn thực lực, nên không động đến Dương Bách Xuyên, thế nhưng có thể thông qua cây cổ đằng không phí sức diệt sát đám người Dương Bách Xuyên cũng là chuyện tốt. Sư tỷ Mộ Trường Phong và Hiên Viên Linh Hề bọn họ đang chạy tới đây. Một đệ tử Thông Thiên Cung nói. Mai Hoa tiên tử lạnh nhạt, không cần để ý, bọn họ không có lá gan kia động thủ với chúng ta. Chỉ chốc lát sau Mộ Trường Phong, Hiên Viên Linh Hề, Lục Son, Thú Ngũ Hành và Chồn Nhỏ tất cả đều tiến đến chỗ động cây. Có Dương Bách Xuyên ngăn cản chín đóa hoa yêu đầu hổ, lực cản đối với bọn người Mộ Trường Phong cũng nhỏ đi rất nhiều, rất nhanh bọn họ tiến đến chỗ hang động cây, chỉ cần đi vào bên trong động cây coi như an toàn. Mộ Trường Phong sau khi đi vào thấy đám người Mai Hoa tiên tử đứng một bên động cây quan sát Dương Bách Xuyên và cửu đại hoa yên đầu hổ bên ngoài, nhất thời siết chặt nắm tay, thế nhưng y biết quả thật không thể động thủ với Mai Hoa tiên tử. Thứ nhất Mộ Trường Phong biết y không phải là đối thủ của Mai Hoa tiên tử, thứ hai bọn họ còn phải dựa vào thông tiên lệnh trong tay Mai Hoa tiên tử để mở ra đại cung cuối cùng. Bởi vì người của cửu đại thánh địa bọn họ đều biết rằng cung cuối cùng trong thiên yêu hành cung cần tiên nguyên lực mới có thể mở ra, mà chỉ có thông tiên lệnh trong tay Mai Hoa tiên tử là có tiên nguyên lực. Đối với sự âm hiểm lúc trước của Mai Hoa tiên tử, đám người Mộ Trường Phong và Hiên Viên Linh Hề tuy là rất phẫn nộ, nhưng chung quy lại thì Mai Hoa tiên tử cũng không trực tiếp ra tay với bọn họ, nàng ta chỉ đụng chạm vào hoa cổ đằng mà thôi, do đó Mộ Trường Phong bọn họ cũng không có lý do gì để động thủ. Cách đó không xa, Minh Du Nhiên và Khương Thế Long đứng chung một chỗ, nhỏ giọng nói chuyện. Khương Thế Long nhìn Dương Bách Xuyên bên ngoài hóa thân thành pháp tướng cao lớn trăm thước, trên người chín đóa hoa yêu đầu hổ áp sát, tặc lưỡi nói, vị Dương đạo hữu này cũng rất thú vị đấy, một người đắc tội với người của năm đại thánh địa, Mai Hoa tiên tử khó chơi nhất, lần này thì tốt rồi, hắn có thể sẽ bị chín đóa hoa yêu đầu hổ hút khô. Minh Du Nhiên xuyên qua khe hở trong động cây nhìn Dương Bách Xuyên nói sâu xa, vì sao không phải là Dương Bách Xuyên hút khô chín đóa hoa yêu đầu hổ. Nghe vậy, Khương Thế Long kinh ngạc thốt lên, Du Nhiên muội muội, người nói đùa à? Ai có gan dám cắn nuốt chín đóa hoa yêu chín đầu chứ? Đệ tử của cửu đại thánh địa chúng ta bị hoa yêu chín đầu tổn hại còn ít sao? Vậy mà có thấy ai có thể đối phó với hoa yêu? Huống chi Dương Bách Xuyên bị chín đóa hoa yêu đầu hổ cùng nhau vây công một lần, hắn không chết cũng mất một lớp da, theo ta thấy chuyện Dương Bách Xuyên bị chín đóa hoa yêu đầu hổ thôn phệ chỉ là sớm muộn. Nhưng vừa rồi ta thấy, cũng cảm nhận được trên người Dương Bách Xuyên sinh ra lực hút thật lớn, lực hút đó đã hút chín đóa hoa yêu đầu hổ lên thẳng trên người hắn, một người dám chủ động hấp thu chín đóa hoa yêu đầu hổ, ngươi cho rằng hắn sẽ chết sao? Minh Du Nhiên nói với Khương Thế Long. Hích, ý ngươi là Dương Bách Xuyên chủ động chọc vào hoa yêu. Ôi, to gan quá nhỉ, Khương Thế Long vô cùng kinh ngạc, nghe Minh Du Nhiên nói xong, hắn nhìn sang Dương Bách Xuyên. Cẩn thận quan sát và cảm nhận thì phát hiện thấy Dương Bách Xuyên tự hấp thu hoa yêu chín đóa hoa yêu đầu hổ chứ không phải chín đóa hoa yêu đầu hổ chủ động tấn công Dương Bách Xuyên. Khương Thế Long không khỏi khâm phục Dương Bách Xuyên, lá gan này không phải ai cũng có, ngay cả hắn ta cũng không dám. Về chuyện Dương Bách Xuyên chủ động hấp thu hoa yêu, ngoại trừ Mộ Trường Phong và Hiên Viên Linh Hề biết nhưng không thấy lạ, những người khác đều rất kinh ngạc. Minh Du Nhiên quan sát cẩn thận là người đầu tiên phát hiện. Mai Hoa tiên tử vừa mới cười khẩy xong, thế nhưng ngay sau đó nét mặt chợt cứng đờ, bởi vì cuối cùng nàng ta cũng phát hiện chỗ bất thường trên người Dương Bách Xuyên. Mai Hoa tiên tử đã nhận ra Dương Bách Xuyên chủ động hấp thu chín đóa hoa yêu đầu hổ, không phải chúng chủ động tấn công. Trông thì giống như hoa yêu bám trên người Dương Bách Xuyên, nhưng thật ra khác biệt một trời một vực. Điều này đã chứng tỏ thực lực của Dương Bách Xuyên. Lúc này tất cả mọi người trong tối ngoài sáng đều đổ dồn ánh mắt vào Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên cảm thấy vô cùng áp lực, sau khi hắn thuận thế hấp thụ chín đóa hoa yêu đầu hổ, sắc mặt lập tức thay đổi. Bởi vì hắn phát hiện sức mạnh trong cơ thể mình đang nhanh chóng trôi đi mất, là do bị chín đóa hoa yêu đầu hổ cắn nuốt. Điều này trái ngược với mong muốn của hắn. Hắn muốn dựa vào thần thông đấu chuyển chí tôn hút khô chín đóa hoa yêu đầu hổ, nhưng chín đóa hoa yêu đầu hổ lại hấp thu sức mạnh trong cơ thể hắn. Dương Bách Xuyên hoảng sợ,
vội vàng thôi động công pháp ngăn cản nhưng không có tác dụng gì. Đối đầu với 9 đóa hoa yêu đầu hổ, sức mạnh đến từ thần thông đấu chuyển chí tôn và quyển long ấn của hắn chẳng là gì hết. Dương Bách Xuyên biết nếu không có biện pháp giải quyết, hắn sẽ bị 9 đóa hoa yêu đầu hổ hút khô trong vài phút. Hắn vội vàng hô to trong lòng, sư phụ mau cứu con. Thằng nhóc thúi, con chẳng biết điểm dừng gì cả. Tiếng mắng chửi của Vân Thiên Tà vang lên, giọng nói có phần kinh ngạc. Tiếp theo, Dương Bách Xuyên cảm thấy cánh tay trái nóng lên, năng lượng nóng hừng hực truyền khắp toàn thân. Sau đó, hắn nghe thấy sư phụ trầm giọng thi triển hai đại ấn còn lại của đấu chuyển chí tôn là Tinh Di và Nhật Nguyệt. Hai ấn ký phù văn nổ tung trong người Dương Bách Xuyên, pháp tướng phát ra ánh sáng vàng lấp lánh. Lúc này rốt cuộc Dương Bách Xuyên cũng nhận thấy sức mạnh trong cơ thể không còn trôi mất. Thần thông đấu chuyển chí tôn tạo thành sức mạnh cắn nuốt, bắt đầu đấu đá với sức mạnh cắn nuốt của 9 đóa hoa yêu đầu hổ giống như đang kéo co, hai bên đều ra sức. May nghĩ cách cắt đứt liên hệ giữa đám hoa yêu này và thân cây đi, vi sư không chống đỡ được lâu đâu. Đám hoa yêu này sống dựa vào rễ cây lan khắp mặt đất, sức mạnh cuồn cuộn vô hạn. Thằng nhóc thúi nhà con đúng là tự tìm đường chết, cái gì cũng dám chọc vào. Vân Thiên Tà mắng to. Nghe thấy sư phụ mắng, Dương Bách Xuyên cũng biết là mình quá liều. Trước đây sư phụ không nói chuyện nghiêm túc như vậy, xem ra lần này hắn đã lỗ mãng rồi. Dương Bách Xuyên không dám lơ là, kiếm đồ long trong tay lóe lên tia sáng lạnh. Lần này hắn dứt khoát dùng thần hồn mạnh mẽ điều khiển kiếm đồ long, kết nối với kiếm linh, tấn công bằng phi kiếm. Nếu không, với cơ thể khổng lồ hiện tại, hắn không thể cầm kiếm đồ long được. May mà Dương Bách Xuyên có thể nói chuyện với kiếm linh, điều khiển bằng lực thần hồn cũng có thể phát huy uy lực cực lớn. Ngay sau đó, Dương Bách Xuyên hô to, kiếm linh. Kiếm đồ long phát ra ánh sáng bạc lấp lánh, chém vào một đóa hoa yêu đầu hổ. Dù sao hiện tại 9 đóa hoa yêu đầu hổ đều bị sư phụ ra tay giữ chặt, không thể phản kháng. Tương đương với sư phụ đã tạo cơ hội cho Dương Bách Xuyên, nếu đến vậy mà hắn vẫn không thể chém dụng hoa yêu đầu hổ thì thà đập đầu vào đậu phụ tự sát còn hơn. Có nguyên thần cường đại chống đỡ, Dương Bách Xuyên điều khiển kiếm đồ long, chẳng mấy chốc đã chém đứt một rễ cây hoa yêu. 9 đóa hoa yêu đầu hổ đều mọc trên cây cổ đằng có bộ rễ to khỏe. Theo lời sư phụ, chỉ cần chặt đứt liên hệ giữa hoa yêu và gốc cây cổ đằng là có thể giải trừ nguy hiểm. 9 đóa hoa yêu đầu hổ sống dựa vào năng lượng dưới mặt đất mà bộ rễ hấp thụ được, đóa hoa là tinh hoa của toàn bộ năng lượng trên cây cổ đằng. Một kiếm chém tới, phát ra tiếng nổ nặng nề. Cả cây cổ đằng đều lay động. Dương Bách Xuyên mừng rơn, không ngờ mình chỉ chém một nhát là trúng, hắn còn tưởng mình phải chém rất nhiều nhát mới có thể thành công. Tiếp đó, hắn lại tiếp tục thôi động kiếm đồ long chém dụng những đóa hoa yêu đầu hổ còn lại. Gừ gừ gừ. Mỗi một nhát kiếm chém xuống đều có một đóa hoa yêu đầu hổ rơi xuống đất. Dương Bách Xuyên chém 8 nhát liên tiếp, tương đương 8 đóa hoa yêu đầu hổ bị hắn chém dụng, lần lượt rơi xuống đất, hóa thành từng đóa hoa trắng tinh. Đầu hổ cũng biến mất. Chỉ còn một đóa hoa cuối cùng, khi Dương Bách Xuyên thôi động kiếm đồ long, đột nhiên hắn cảm thấy đầu choáng váng, sau đó mất kết nối với kiếm đồ long. Lúc này, giọng nói của sư phụ Vân Thiên Tà lại vang lên trong đầu hắn, thằng nhóc thúi, đừng có chui đầu vào chỗ chết nữa, lực nguyên thần của con sắp cạn kiệt rồi. Được rồi, con có thể dừng lại, đầu hổ cuối cùng không đáng lo ngại, con có thể trực tiếp thôn phệ và luyện hóa. Trước tiên hãy gác lại những chuyện khác, còn mau vận chuyển càn khôn quyết luyện hóa đóa hoa yêu đầu hổ cuối cùng đi. Lúc này Dương Bách Xuyên mới biết thì ra nguyên thần tiêu hao quá độ cũng có rủi ro. Hắn vội vàng vận chuyển càn khôn tạo hóa quyết, bắt đầu luyện hóa hoa yêu đầu hổ duy nhất bị dính chặt trên pháp tướng của mình. Sau khi bớt đi 8 đóa hoa yêu đầu hổ, thần thông đấu chuyển chí tôn thôn vệ đóa hoa yêu đầu hổ cuối cùng với sự giúp đỡ của sư phụ. Khi Dương Bách Xuyên thôi động càn khôn tạo hóa quyết, nguồn yêu lực khổng lồ vô tận cuồn cuộn tiến vào cơ thể hắn. Hắn biết đây là sư phụ đang giúp mình. Sau khi công pháp vận hành, tốc độ luyện hóa không chậm chút nào. Sau đó Dương Bách Xuyên nghe thấy một tiếng hét như vang lên trong đầu và cơ thể hắn, làm hắn giật mình. Sư phụ bình tĩnh nói, không cần để ý, cứ luyện hóa tàn hồn của hổ yêu là được. Vâng, Dương Bách Xuyên đáp lời.
Hắn không quan tâm tới những chuyện khác nữa, chỉ tập trung thôi động công pháp để thôn phệ và luyện hóa. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, chân khí trong cơ thể Dương Bách Xuyên đã gia tăng, đạt đến 80%. Tuy nhiên, hắn phát hiện ra đóa hoa yêu đầu hổ cuối cùng không hề có dấu hiệu suy yếu. Điều này khiến hắn khó hiểu. Theo lý thì hắn thôn phệ hấp thu hoa yêu đầu hổ như thế, đáng lẽ ra nó phải khô kiệt suy yếu mới đúng. Dương Bách Xuyên không nhịn được bèn hỏi sư phụ Vân Thiên Tà, sư phụ, con thấy hoa yêu không có dấu hiệu khô kiệt, vô lý thế nhỉ? Sư phụ trả lời, đồ ngốc, xem như lần này con nhặt được món hời rồi. Đóa hoa yêu cuối cùng này hẳn là thủ lĩnh của chín yêu, tức là tinh linh kết nối với cả cây cổ đằng. Vì vậy sau khi luyện hóa nó, thứ tiếp theo con có thể luyện hóa là sức mạnh của toàn bộ cây cổ đằng. Con hãy chăm chỉ luyện hóa đi, có thể giúp chân khí trong cơ thể con viên mãn đấy. Nghe sư phụ nói vậy, Dương Bách Xuyên lập tức phấn chấn tinh thần, tập trung thôn vệ và luyện hóa. Ngày lại ngày trôi qua. 10 ngày trôi qua. 1 tháng trôi qua, chân khí trong cơ thể Dương Bách Xuyên gần như viên mãn. Mà lúc này hắn cũng nhận thấy cây cổ đằng rốt cuộc cũng có trạng thái suy yếu, sắp khô kiệt rồi. Điều này lại khiến Dương Bách Xuyên lo lắng. Nếu tiếp tục thôn vệ và luyện hóa theo mức độ này, hắn lo lắng liệu tử phủ của mình có nổ tung vì căng quá hay không. Sư phụ ơi, chân khí sắp viên mãn rồi, giờ con phải làm sao? Có cần dừng lại không? Dương Bách Xuyên thấp thỏm hỏi sư phụ. Tiếp tục hấp thu đi, hiện tại con chưa độ đại thiên kiếp. Tử phủ viên mãn tức là đã tiến vào độ kiếp trung kỳ, nhưng chưa độ thiên kiếp thì không thể lên độ kiếp viên mãn, chân khí ở tử phủ đạt đến một lượng nhất định sẽ xảy ra biến đổi về chất. Nén chân khí thành dạng hơi rất tiện, đến khi con độ thiên kiếp sẽ có lợi, hơn nữa còn có thể bước vào trung kỳ hoặc thậm chí cao hơn. Bây giờ con tích lũy càng nhiều chân khí trong cơ thể thì khi độ thiên kiếp càng có lợi, không phải lo lắng những cái khác. Dương Bách Xuyên nghe sư phụ nói vậy thì tự tin hẳn. Hắn tiếp tục thôn phệ, hấp thu, luyện hóa hoa yêu, hay nói chính xác hơn là sức mạnh của cây cổ đằng. Lúc này tác dụng của hoa yêu chỉ là làm môi giới, thứ Dương Bách Xuyên thôn phệ và hấp thu thật là sức mạnh của cây cổ đằng. Khi tu sĩ tu luyện, thời gian trôi qua rất nhanh. Dương Bách Xuyên thôn phệ và luyện hóa hoa yêu, hay nói chính xác hơn là cây cổ đằng thêm nửa tháng nữa, rốt cuộc cây cổ đằng cũng có dấu hiệu khô héo, trong tử phủ của Dương Bách Xuyên hơi chấn động, sau đó chân khí hóa thành dạng hơi. Theo lời sư phụ, chưa độ đại thiên kiếp thì chân khí không thể viên mãn, nhưng có thể không ngừng nén lại khiến chân khí xảy ra biến đổi về chất, trạng thái dạng hơi chính là sự biến đổi về chất của chân khí. Vốn dĩ Dương Bách Xuyên cảm thấy mình sắp nổ tung vì căng đầy. Nhưng sau khi chân khí hóa hơi, tử phủ lại khôi phục trạng thái trống rỗng. Hiện giờ hắn cảm thấy mình hấp thu thêm một lượng chân khí lớn cũng không thành vấn đề. Sau khi chân khí trong tử phủ hóa thành dạng hơi trông có vẻ ít đi, nhưng Dương Bách Xuyên cảm nhận rõ năng lượng đã tăng gấp nhiều lần. Đây là lợi ích của sự biến đổi về chất. Một chút chân khí dạng hơi có thể bộc phát ra sức mạnh gấp 10 lần trạng thái chân khí. Mà đám người Mai Hoa Tiên Tử đang quan sát Dương Bách Xuyên cũng phát hiện thấy có gì đó bất thường. Trước đó bọn họ trông thấy Dương Bách Xuyên chém liên tiếp 8 hoa yêu đầu hổ rồi dừng, giữ lại một hoa yêu trên người, sau đó đứng im bất động. Bọn họ còn tưởng rằng Dương Bách Xuyên đã bị đóa hoa yêu đầu hổ cuối cùng thôn phệ, kìm hãm. Nhưng nào ngờ lúc này bọn họ lại thấy cả cây cổ đằng đã khô héo. Điều này không bình thường chút nào. Từ cảnh tượng trước mắt có thể thấy không phải Dương Bách Xuyên bị hoa yêu đầu hổ thôn phệ, mà trái lại là Dương Bách Xuyên dùng hoa yêu đầu hổ làm môi giới để thôn phệ và luyện hóa sức mạnh của cả cây cổ đằng. Nghĩ vậy Mai Hoa Tiên Tử hít sâu một hơi. Ai cũng biết cây cổ đằng được nuôi dưỡng bằng tinh huyết của Bạch Hổ Thiên Yêu Vương sau khi chết, chứa sức mạnh không tầm thường. Bây giờ thì hay rồi, Dương Bách Xuyên đã thôn phệ sức mạnh của cả một cây cổ đằng. Nhìn trạng thái khô héo của cây cổ đằng. Rõ ràng là nó đã bị Dương Bách Xuyên luyện hóa gần hết. Người của chín thánh địa lớn đã đến Thiên Yêu hành cung mấy lần, ngay cả hoa yêu đầu hổ tràn đầy dược hiệu mà bọn họ cũng bó tay không giải quyết được chứ đừng nói chi đến toàn bộ cây cổ đằng. Vậy mà Dương Bách Xuyên không chỉ chém dụng 8 hoa yêu đầu hổ liên tiếp, mà còn trực tiếp thôn phệ và luyện hóa sức mạnh của cả cây cổ đằng. Cho dù là thánh tử, thánh nữ của chín thánh địa lớn cùng lắm cũng chỉ làm được đến thế mà thôi. Lúc này,
Không chỉ Mai Hoa tiên tử nghĩ như vậy, đám người Minh Du Nhiên, Khương Thế Long cũng đã bất giác đặt Dương Bách Xuyên ngang hàng với thánh tử thánh nữ của chín thánh địa lớn. Ở chín thánh địa lớn, địa vị của thánh tử và thánh nữ chỉ xếp sau thánh chủ và các trưởng lão. Xét về thiên phú lẫn tiềm lực, bọn họ đều là nhân trung long phượng, thiên tài hiếm thấy. Không ngoa khi nói rằng người xuất sắc thật sự trong thế hệ trẻ chính là các thánh tử, thánh nữ. Nhất thời tất cả mọi người đều so sánh Dương Bách Xuyên với thánh tử thánh nữ của các thánh địa lớn. Đương nhiên chín thánh địa lớn còn có một số quái vật còn đỉnh hơn cả thánh tử thánh nữ, ví dụ như quái vật bị các thánh địa lớn giấu kín. Nhưng những quái vật đó chỉ là số ít, hơn nữa có một số người không cùng thế hệ, cho nên không thể so sánh. Hiện nay, thánh tử và thánh nữ của chín thánh địa lớn tuyệt đối là gương mặt đại diện xuất sắc nhất trong thế hệ trẻ. Tuy các đệ tử tinh anh của những thánh địa này, chẳng hạn như Mai Hoa tiên tử, không phục các thánh tử thánh nữ mạnh hơn bọn họ, nhưng thực tế đúng là người ta mạnh hơn bọn họ, và lại còn mạnh hơn rất nhiều. Lúc này Dương Bách Xuyên được đặt ngang hàng với thánh tử thánh nữ chứng tỏ thực lực và thủ đoạn của hắn đã được các đệ tử thánh địa này công nhận. Sau khi phát hiện ra Dương Bách Xuyên không chỉ bình an vô sự mà còn thôn phệ và luyện hóa cây cổ đằng, Mai Hoa tiên tử là người chán nản nhất. Nàng ta cứ tưởng mình chẳng cần ra tay đã có thể xử lý Dương Bách Xuyên. Ai dè kết quả lại thế này? Lúc trước Lưu Dật Trần tới tìm nàng ta với dáng vẻ vô cùng chật vật, đệ tử bên cạnh đã bị Dương Bách Xuyên giết sạch. Hắn ta hận Dương Bách Xuyên thấu xương, luôn miệng nói phải báo thù, mong Mai Hoa tiên tử giúp hắn ta giết Dương Bách Xuyên. Mai Hoa tiên tử không coi trọng một tông sư nhỏ như Bách Luyện Sơn Trang, nhưng nàng ta vẫn đồng ý liên minh với Lưu Dật Trần. Cũng đồng ý sẽ hợp tác với hắn ta đối phó Dương Bách Xuyên. Nhưng Mai Hoa tiên tử không muốn tiêu tốn sức lực vào Dương Bách Xuyên, hơn nữa nàng ta phải tới hành cung cuối cùng trong hành cung thất tinh thiên yêu để lấy bảo vật của thiên yêu chi chủ. Nhưng nàng ta cũng sẵn lòng làm mấy chuyện tiện tay hãm hại Dương Bách Xuyên, ví dụ như lúc ở chỗ cây cổ đằng. Nhưng bây giờ kết quả không được như mong muốn khiến Mai Hoa tiên tử rất thất vọng. Nàng ta quay đầu nhìn sang cũng thấy Lưu Dật Trần đang sầm mặt nhìn Dương Bách Xuyên. Sau đó, Mai Hoa tiên tử nói, Lưu Đạo Hữu, xem ra lợi thế đã mất, chúng ta phải rời khỏi đây. Hoa yêu đầu hổ đã bị Dương Bách Xuyên chém rụng xuống đất, biến thành thiên tài địa bảo có yêu lực cường đại, vừa hay có thể sử dụng. Mai Hoa tiên tử nói đến đây rồi thôi, nhưng Lưu Dật Trần hiểu Mai Hoa tiên tử đang xúi dục hắn cướp hoa yêu đầu hổ bị Dương Bách Xuyên chém rụng dưới đất. Sau khi hoa yêu đầu hổ bị chém đứt, chúng không còn nguy hiểm, ngược lại đã trở thành thiên tài địa bảo chưa yêu lực tinh khiết. Nếu cướp được thì một đóa hoa yêu ngang với trăm năm khổ tu. Được, ta hiểu rồi. Hai mắt Lưu Dật Trần sáng ngời. Hắn ta chăm chú nhìn tám đóa hoa yêu đầu hổ bị Dương Bách Xuyên chém đứt, rơi tứ tung trên mặt đất, hiện giờ trong mắt hắn ta chúng đều là thiên tài địa bảo. Mai Hoa tiên tử nhếch môi cười, sau đó nói với hai đệ tử Thông Tiên Cung. Ngọc Thanh, Ngọc Minh, hai người đi cùng Lưu Đạo Hữu đi. Hoa yêu đầu hổ là chí bảo mang yêu lực tinh khiết, vô cùng hiếm có, các ngươi đi lấy về đây. Vâng, tuân lệnh sư tỷ. Hai đệ tử Thông Thiên Cung mừng rơn, đây là sư tỷ trao cơ hội cho bọn họ đó. Một đóa hoa yêu đầu hổ ngang với trăm năm khổ tu, ai mà chẳng thèm muốn chứ. Lưu Dật Trần cũng không để bụng, đệ tử Bách Luyện Sơn Trang đi cùng hắn ta đã bị Dương Bách Xuyên giết sạch. Giờ chỉ còn hắn ta lẻ loi một mình. Hắn ta hợp tác với Mai Hoa tiên tử của Thông Thiên Cung thì đương nhiên phải phân chia lợi ích với người ta. Có những tám đóa hoa yêu đầu hổ, được chia một nửa cũng hời rồi. Hơn nữa, kẻ liều mạng là Dương Bách Xuyên, bây giờ hắn ta và hai đệ tử Thông Thiên Cung chỉ đi nhặt của hời mà thôi. Lúc này Dương Bách Xuyên vẫn đang lơ lửng giữa không trung, bị đóa hoa yêu đầu hổ cuối cùng giữ chặt. Và lại hắn đang thôn phệ và luyện hóa cây cổ đằng, không phân thân được. Nghĩ vậy Lưu Dật Trần lập tức điều chỉnh trạng thái tới đỉnh phong, chuẩn bị dùng bí pháp lao đến với tốc độ nhanh nhất, cướp được hoa yêu đầu hổ liền rút ngay. Đương nhiên tuyệt nhất là có thể hại Dương Bách Xuyên một vố. Sau đó, Lưu Dật Trần hóa thành một vệt sáng lao tới. Mục tiêu là tám hoa yêu đầu hổ nằm rải rác trên mặt đất. Hai đệ tử Thông Thiên Cung không chịu lép vế. Cũng lao tới với tốc độ nhanh nhất có thể. Mai Hoa tiên tử nhìn ba người xông ra, mắt lấp lóe nhìn Dương Bách Xuyên.
thật ra nàng ta càng ngày càng không thể nhìn thấu Dương Bách Xuyên, nếu không thì một đóa hoa yêu đầu hổ tương đương trăm năm khổ tu, làm sao nàng ta có thể để cho Lưu Dật Trần được hời. Chính vì Dương Bách Xuyên không nhìn thấu, khó phán đoán nên Mai Hoa tiên tử càng không dám manh động. Nàng ta xúi dục Lưu Dật Trần và hai sư muội ra tay, còn mình chỉ đứng xem rốt cuộc Dương Bách Xuyên còn thủ đoạn gì. Đám Mộ Trường Phong đều dồn hết sự chú ý lên người Dương Bách Xuyên, tâm trạng chuyển từ lo lắng sang cổ vũ. Nhưng bỗng nhiên bọn họ phát hiện ra bên kia xuất hiện ba vệt sáng. Kẻ đi đầu là Lưu Dật Trần, phía sau là hai đệ tử của Thông Thiên Cung. Mục tiêu là tám đóa hoa yêu đầu hổ nằm rải rác dưới đất. Lúc này kẻ ngu cũng biết ba người nhóm Lưu Dật Trần muốn nâng tay trên nhân lúc Dương Bách Xuyên đang tu luyện. Mộ Trường Phong giận dữ xông tới, nhưng vẫn chậm hơn Lưu Dật Trần. Bởi vì ai mà ngờ được có kẻ nhảy ra cướp đồ. Thấy Mộ Trường Phong xông đến, Lưu Dật Trần cười gằn. Đương nhiên hắn ta biết Mộ Trường Phong không kịp ngăn cản mình. Lưu Dật Trần vung tay cuốn lấy 6 đóa hoa yêu, cố ý để lại 2 đóa cho hai đệ tử của Thông Thiên Cung. Mộ Trường Phong không kịp ngăn cản Lưu Dật Trần và hai đệ tử Thông Thiên Cung. Sau khi cướp đồ thành công, Lưu Dật Trần và hai đệ tử Thông Thiên Cung bay vèo trở lại tập hợp cùng Mai Hoa Tiên Tử. Sắc mặt của đám người Mộ Trường Phong lập tức xanh mét. Nhưng đúng lúc này, từng tiếng ầm ầm vang lên, mặt đất và bầu trời không ngừng rung chuyển. Mọi người phát hiện thì ra cây cổ đằng đã phong hóa, biến mất như thể đã hoàn toàn trở thành cát bụi. Tất cả đang đứng trên một mảnh đất bằng phẳng rộng mấy dặm, cây cổ đằng khổng lồ đã biến mất không còn tăm hơi. Tiếp đó, một giọng nói u ám vang vọng khắp không gian. Đã lấy đồ của ta mà còn muốn chạy ư? Giọng nói này rất bình tĩnh nhưng lại vang vọng toàn trường, đúng là Dương Bách Xuyên. Lưu Dật Trần nghe xong thì run bần bật, hắn ta biết lời này của Dương Bách Xuyên đang nhắm vào mình. Lưu Dật Trần rất ngạc nhiên trước biến hóa long trời lở đất, cây cổ đằng biến mất, bốn phía biến thành bình địa, giọng nói hờ hững của Dương Bách Xuyên vang vọng bên tai. Há có thể không khiến hắn ta kinh ngạc được. Kỳ thật cả Lưu Dật Trần và mọi người đang đứng giữa đều rung động sâu sắc. Cây cổ đằng là hạch tâm của hành cung Bạch Hổ Thiên Yêu, thế mà hiện nó đã tan biến hoàn toàn, nếu không phải nhìn thấy tận mắt thì thật sự khó mà tin nổi. Tất cả mọi người đều biết sự tan biến của cây cổ đằng có liên quan đến Dương Bách Xuyên, hay là nói cây cổ đằng đã bị Dương Bách Xuyên cắn nuốt luyện hóa hết. Bỗng dưng. Con người Lưu Dật Trần co rút, không biết Dương Bách Xuyên đã xuất hiện trước mắt bọn họ từ bao giờ, chặn đường đi cả đám. Lúc này Lưu Dật Trần đã đi tới bên cạnh Mai Hoa Tiên Tử, chỉ không ngờ Dương Bách Xuyên lại phản ứng nhanh đến thế. Trái tim Lưu Dật Trần không nhịn được đập thình thịch, hắn ta từng thua thiệt dưới tay Dương Bách Xuyên nên biết rõ thực lực lẫn thủ đoạn của đối phương, cộng với sự biến mất của cây cổ đằng, Lưu Dật Trần không sợ hãi là giả. Lúc này hắn ta mới nhận ra. Hình như mình đã bị Mai Hoa Tiên Tử lừa gạt. Hắn ta liếc Mai Hoa Tiên Tử, chỉ thấy gương mặt nàng ta không hề gợn sóng, ung dung tự tại, trông có vẻ chẳng hề bận tâm đến sự ngăn cản của Dương Bách Xuyên. Thấy vậy, Lưu Dật Trần cũng bình tĩnh lại, dù sao thì hắn ta và Mai Hoa Tiên Tử đều cùng một ruột, nàng ta không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Quan trọng nhất là Lưu Dật Trần biết Dương Bách Xuyên từng giết đệ tử Thông Thiên Cung, bọn họ cùng chung kẻ địch. Dương Bách Xuyên đắc tội người của Ngũ Đại Thánh Địa, tuy đã ngao du ở Thái Hoang thì không bàn chuyện sống chết nhưng đây chỉ là lời nói suông mà thôi, Cửu Đại Thánh Địa chưa từng chịu thiệt hại gì. Lúc này, không chỉ bị Dương Bách Xuyên giết mất đệ tử mà còn mất sạch mặt mũi. Mấy thứ này sẽ tính sổ với người sau, Lưu Dật Trần ác độc nghĩ, chờ sau khi hắn ta rời khỏi đây sẽ liên hệ với sư môn chém Dương Bách Xuyên thành tám mảnh. Đối với thánh địa, dù có 100 tên Dương Bách Xuyên cũng chẳng đáng ngại. Trước mắt bị Dương Bách Xuyên chặn đường đi, tuy Lưu Dật Trần hơi căng thẳng nhưng vẫn cố ổn định bản thân. Giờ phút này, Dương Bách Xuyên âm u nhìn chòng chọc đám Lưu Dật Trần và đệ tử Thông Thiên Cung. Cho các ngươi một cơ hội, thả đồ của ta xuống. Dương Bách Xuyên không thèm để Lưu Dật Trần kia vào mắt. Dù sao thì trước đó thằng nhãi này đã là bại tướng dưới tay mình, huống hồ hiện tại hắn vừa hấp thu và luyện hóa cây cổ đằng xong, lượng chân khí trong tử phủ đã đạt tới trạng thái biến hóa thành sương mù, phải nói là sức mạnh của hắn đã tăng lên gấp bội.
Dương Bách Xuyên cảm giác trong cơ thể mình tràn ngập một nguồn sức mạnh vô tận, có thể xé xác bất cứ ai dám sằng bậy. Nếu Lưu Giật Trần và đệ tử Thông Thiên Cung biết điều Giao Hoa yêu đầu hổ ra, hắn có thể tha bọn họ một phen. Tuy nhiên, hắn không ngờ trả lời mình nhận được lại là những lời kiêu căng ngạo mạn hơn của Lưu Giật Trần. Họ Dương kia, ngươi liên tục đắc tội mấy đại thánh địa chúng ta, giết chết rất nhiều đệ tử Liễu Thiên Kiếm Sơn, Vạn Linh Thánh Địa, Thần Phù Linh Tông và Bách Luyện Sơn Trang, chết đến nơi còn không tự biết, nay ngươi còn dám đối nghịch với Thông Thiên Cung. Mai Hoa Tiên Tử há là người ngươi có thể tùy tiện trêu chọc sao? Lưu Giật Trần bị Mai Hoa Tiên Tử lừa một vố, trong lòng vô cùng khó chịu, giờ mắng Dương Bách Xuyên tự nhiên sẽ không để Mai Hoa Tiên Tử yên lặng đứng xem náo nhiệt mà kéo nàng ta vào cùng. Dương Bách Xuyên nghe Lưu Giật Trần nói xong, trong mắt pháp tướng hơn 100 mét bỗng lập lòe ánh sáng, hắn hử lạnh một tiếng, quạt thẳng một chưởng vào mặt Lưu Giật Trần. Hắn biết Lưu Giật Trần sẽ không Giao Hoa yêu đầu hổ ra hay còn nói hắn ta sẽ ca cúi đầu với hắn. Người thánh địa luôn trưng ra dáng vẻ cao cao tại thượng làm Dương Bách Xuyên rất khó chịu, một khi đã như vậy, đánh một trận cho biết mùi. Đánh đến khi cả đám đều phục hắn sát đất mới thôi. Pháp tướng lại tung trưởng, thứ Dương Bách Xuyên đang vận chuyển chính là một trường hợp lực của Tam Ấn Trường Sinh Chí Tôn. Chân khí hội tụ thành lốc xoáy khổng lồ dưới lòng bàn tay, che trời lấp đất. Một trường hiện giờ của Dương Bách Xuyên gần như không cần dùng chân khí, bởi vì chân khí trong thân thể hắn đã bị áp xúc thành sương mù, sau khi hấp thu và luyện hóa cây cổ đằng, trong sương mù đã tiếp cận trạng thái viên mãn khủng bố. Uy lực một trường này không phải người bình thường có thể tiếp được. Mục tiêu đầu tiên chính là Lưu Giật Trần, đương nhiên cũng cố ý vô tình lan ra đám người Thông Thiên Cung. Mà Lưu Giật Trần thấy một trưởng của Dương Bách Xuyên cũng không hề sợ hãi, trước hắn ta bại dưới tay Dương Bách Xuyên là vì thanh kiếm kia, hắn ta không ngăn được kiếm khí không đại biểu không đỡ được một trưởng của Dương Bách Xuyên. Thân là đệ tử thánh địa, tất nhiên sẽ không thiếu chiến kỹ thần thông. Hơn nữa trong mắt Lưu Giật Trần, Dương Bách Xuyên chỉ là độ kiếp sơ kỳ mà thôi, sao so được với độ kiếp viên mãn, dùng thần thông chém giết ỉ vào pháp lực trong cơ thể pháp lực mà. Chẳng lẽ một đại viên mãn như hắn ta còn giết không được một tên sơ kỳ như Dương Bách Xuyên? Lại nói trong tử phủ vượt qua đại thiên kiếp đều là chân nguyên, cao hơn chân khí một cấp bậc, uy lực cũng hơn xa. Trong cơ thể Dương Bách Xuyên là chân nguyên, điểm này Lưu Giật Trần đã được lĩnh giáo trước đó rồi. Lúc này thấy Dương Bách Xuyên không rút kiếm, tinh thần Lưu Giật Trần chấn động, hắn ta cho rằng nếu so pháp lực với Dương Bách Xuyên, mình có thể vứt đối phương mấy con phố. Đúng lúc thừa dịp này rửa mối nhục xưa, hắn ta sẽ không cho Dương Bách Xuyên cơ hội, định ra tay trấn áp trước. Ngay sau đó Lưu Giật Trần vung phất trần, toàn thân tỏa ra ánh sáng, phía sau xuất hiện hư ảnh cũng cao 100 mét. Hư ảnh bạch y tay cầm phất trần, đúng là mệnh tinh thần tượng của Lưu Giật Trần, biến hóa lớn nhỏ theo ý niệm. Bách luyện khai sơn quyền, bách luyện thối hỏa quyền, bách luyện thí sát quyền. Lưu Giật Trần gầm lên, tung quyền về phía pháp tướng 100 mét của Dương Bách Xuyên, điều động chân nguyên toàn thân hội tụ ở thần tượng, hung hăng va chạm với cự trưởng của Dương Bách Xuyên. Pháp tướng của hắn ta khá giống Dương Bách Xuyên nhưng mệnh tinh thần tượng lại khác xa. Pháp tướng của Dương Bách Xuyên giống thực thể hóa mà mệnh tinh thần tượng là hư ảnh. Nhưng hai người đều có thể sử dụng thần hồn và pháp lực để công kích. Dương Bách Xuyên nhìn Lưu Giật Trần vận chuyển chiến kỹ thần thông. Liên tiếp đánh ra 3 quyền đánh, quyền trước cường đại tàn nhẫn xảo quyệt hơn quyền sau. Hắn hử lạnh một tiếng, chân nguyên trong cơ thể như hồng thủy hung mãnh hội tụ trên tay. Ngay sau đó trưởng và quyền chạm nhau. Rầm rầm. Từng tiếng vang kinh thiên động địa, 3 động cường đại tản ra xung quanh. Mai Hoa Tiên Tử dẫn người vội vàng lùi lại. Đám Mộ Trường Phong cũng vội vàng lui về sau. Dương Bách Xuyên và Lưu Giật Trần cứng đối cứng phát ra khí kình vô cùng cường đại. Bọn họ không thể không trốn. Đúng lúc này, giữa sân bộc phát ánh sáng chói mắt như thái dương, chiếu rọi toàn trường, tất cả mọi người nhìn không được nhắm mắt lại, chói quá. Mà ngay sau đó, chỉ nghe một tiếng hét thảm vang lên, a. Tất cả vô thức trợn mắt nhìn, phát hiện thế mà một trưởng của Dương Bách Xuyên đánh thẳng vào đầu mệnh tinh thần tượng của Lưu Giật Trần. Mệnh tinh thần tượng của hắn ta lập tức rách bươm, đã bị Dương Bách Xuyên phá pháp. Lưu Giật Trần kêu thảm thiết, hộc máu, ngã xuống đất.
Pháp tướng của Dương Bách Xuyên khôi phục về độ nhỏ bình thường, vèo một cái đã tới trước mặt Lưu Dật Trần, tung quyền về phía đầu hắn ta. Tha mạng. Dừng tay. Hai giọng nói vang lên một trước một sau. Người trước là Lưu Dật Trần xin tha, người sau thế mà lại là Mai Hoa Tiên Tử. Nắm đấm của Dương Bách Xuyên dừng lại trước trán Lưu Dật Trần, hắn nheo nhìn đám Mai Hoa Tiên Tử, lạnh lùng nói, thông tiên cung các ngươi cầm đồ vật của ta, giao ra đây, chuyện cũ sẽ bỏ qua, ta đã cho tên Lưu Dật Trần này cơ hội, hiện giờ ta sẽ tiến hắn lên đường. Dứt lời, nắm đấm của Dương Bách Xuyên đã nện xuống. Một quyền này khiến Lưu Dật Trần ngã xuống, Dương Bách Xuyên không hề nể mặt Mai Hoa Tiên Tử, giết chết Lưu Dật Trần ngay trước mặt nàng ta. Sắc mặt đám người thông tiên cung đều xanh mét. Đương nhiên Dương Bách Xuyên đang lập uy, mặt khác hắn giết nhiều đệ tử Bách Hóa Sơn Trang như vậy, đã bị Lưu Dật Trần hận chết rồi. Dù sao đều là địch nhân, lần này hắn buông tha Lưu Dật Trần, lần sau Lưu Dật Trần tất sẽ giết hắn. Đã như vậy, bớt đi một tên địch nhân có phải hơn không? Đồng thời cũng để Mai Hoa Tiên Tử nhìn xem, Dương Bách Xuyên này không sợ nàng ta. Thu hồi pháp khí của Lưu Dật Trần, Dương Bách Xuyên híp mắt nhìn về phía thông tiên cung, gằn từng chữ với hai gã đệ tử cầm hoa yêu đầu hổ, giao hoa yêu đầu hổ ra đây, kia không phải đồ vật của các ngươi. Trong lúc nói, toàn thân Dương Bách Xuyên tỏa ra kim quang chói lọi, xuất hiện một đám phù văn lưu chuyển bên ngoài thân thể. Kim Cương Chí Tôn, Trường Sinh Chí Tôn, hai đại thần thông sáu đại phù văn, tất cả đều hiện ra. Hắn cầm đồ long kiếm nhìn hằm chằm hai gã đệ tử thông tiên cung khiến bọn chúng không khỏi sợ hãi, phô thức liếc Mai Hoa Tiên Tử, người được lợi nhất. Lưu Dật Trần hái quả đào bị Dương Bách Xuyên hạ gục chỉ trong một quyền, các nàng tự hỏi bản thân không phải đối thủ của Dương Bách Xuyên. Lúc này bị Dương Bách Xuyên nhìn chằm chằm, hai người run lẩy bẩy. Khiếu Ngọc Thanh nhìn về phía Mai Hoa Tiên Tử, nhịn không được mở miệng, sư tỷ ý tứ là làm sao bây giờ? Sắc mặt Mai Hoa Tiên Tử tĩnh lặng như nước, nghe sư muội mở miệng, nàng ta im lặng nửa ngày, hai con ngươi nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên không yếu thế, đối mắt với Mai Hoa Tiên Tử. Lúc Mai Hoa Tiên Tử nhìn Dương Bách Xuyên, thật ra trong lòng cũng đang giãy giụa, nghĩ rốt cuộc có nên lôi át chủ bài giết chế Dương Bách Xuyên hay không. Nhưng mà tên Dương Bách Xuyên đáng chết này đã trở mặt với nàng ta rồi. Không giết hắn thì mất sạch mặt mũi, giết hắn, nói thật Mai Hoa Tiên Tử không nắm chắc, đương nhiên dùng át chủ bài là một chuyện khác, chẳng qua át chủ bài không phải muốn dùng là dùng. Trong đầu Mai Hoa Tiên Tử hiện lên rất nhiều ý niệm, cuối cùng nàng ta chậm rãi mở miệng, đưa hoa yêu đầu hổ cho Dương Đạo Hữu đi. Sư tỷ, dựa vào cái gì, chúng ta, lúc này đứng bên cạnh Ngọc Thanh, Ngọc Minh không phục lên tiếng. Không ngờ, Ngọc Minh còn chưa nói xong. Mai Hoa Tiên Tử bỗng nhiên ra tay, tung hai chưởng vào đầu Ngọc Minh, Ngọc Thanh, ầm, a. Ngọc Minh, Ngọc Thanh kêu thảm thiết một tiếng, trực tiếp bị Mai Hoa Tiên Tử trở tay đập chết. Hẳn hai người hoàn toàn không ngờ sư tỷ các nàng lại hạ sát chiêu, dưới tình huống không đề phòng bị Mai Hoa Tiên Tử chém giết. Lúc này những người khác cũng bị dọa chết khiếp, im thin thít như ve sầu mùa đông, không nghĩ ra được tại sao sư tỷ các nàng lại giết Ngọc Minh, Ngọc Thanh. Giọng nói lạnh như băng của Mai Hoa Tiên Tử vang lên, Ngọc Minh, Ngọc Thanh không nghe quản giáo, vô lễ vô phép, trộm đồ vật của Dương Đạo Hữu, thân là tiên tử thông tiên cung, Mai Hoa cho Dương Đạo Hữu một câu trả lời, chẳng biết Dương có vừa lòng không. Dứt lời, Mai Hoa Tiên Tử vươn tay chạm vào thi thể Ngọc Minh, Ngọc Thanh, tức khắc hai đóa hoa yêu đầu hổ bay ra từ thân các nàng về phía Dương Bách Xuyên. Giờ phút này, Dương Bách Xuyên cũng bị thủ đoạn của Mai Hoa Tiên Tử hù dọa. Hắn không ngờ nữ nhân này còn dám giết chết sư muội của mình. Sao hắn có thể không hiểu ẩn ý trong lời vừa rồi của Mai Hoa Tiên Tử đây? Thay vì nói nàng ta đang dạy dỗ sư muội ngỗ nghịch, đúng ra là đang muốn hắn xem, thù này của chúng ta, không chết không giải. Dương Bách Xuyên cũng không biết tại sao Mai Hoa Tiên Tử không trực tiếp ra tay với mình, ngược lại dùng cách chém giết sư muội cho hắn một câu trả lời nữa. Nhưng hắn hiểu một điều. Chắc chắn Mai Hoa Tiên Tử có cất dấu át chủ bài, thông tiên lệnh lúc trước là bằng chứng, nếu nàng ta dùng thông tiên lệnh, hắn cũng không chắc chắn có thể giết ngược nàng ta. Hiện tại Mai Hoa Tiên Tử không tiếc chém giết hai vị sư muội trả lời hắn, chuyện này rất bất thường, đánh chết Dương Bách Xuyên cũng không tin,
Thông Thiên Cung thật sự có thể làm ra chuyện công bằng chính trực như thế. Chỉ có thể chứng minh, Mai Hoa tiên tử không trở mặt với hắn là vì có băn khoăn, một là kiêng kỵ hắn, hai là nàng ta giữ đòn sát thủ lại vì mục đích khác, hơn nữa không thể dễ dàng sử dụng. Nếu không hà cớ gì phải giết hai vị sư muội của mình. Nhìn Mai Hoa tiên tử đưa hai đóa hoa yêu đầu hổ lại đây, Dương Bách Xuyên mỉm cười, vung tay thu hồi hai đóa hoa yêu đầu hổ, nói, Mai Hoa tiên tử công bằng chính trực, quả nhiên không hổ là đệ tử Thông Thiên Cung đứng đầu cửu đại thánh địa, ta, rất hài lòng. Dương Bách Xuyên cố tình nhấn nhá ba chữ cuối. Nếu hài lòng, vậy ta đã cho ngươi câu trả lời, cũng trả lại đồ, từ giờ trở đi, Dương đạo hữu ngươi tự bảo trọng. Hành cung hiểm ác, đường khó đi. Ngươi phải cẩn thận vào đấy, chết nhiều nhất ở Thái Hoang chính là thiên tài kiêu ngạo, hy vọng đạo hữu may mắn. Dứt lời, Mai Hoa tiên tử vung tay ra hiệu đám đệ tử Thông Thiên Cung, đi. Ngay sau đó cả đám bỏ đi không hề ngoái lại. Mà Dương Bách Xuyên hét lên với Mai Hoa tiên tử cũng phải bảo trọng nhé, ồ đúng rồi, đáng tiếc ta không phải thiên tài, thế gian ai không biết đệ tử thánh địa các ngươi mới là thiên tài chứ. Các vị tiên tử Thông Thiên Cung cũng phải chú ý đấy, hành cung nguy hiểm chập trùng, đừng xảy ra chuyện gì nhé. Mai Hoa tiên tử đã đi được mấy mét bỗng khựng lại, đôi tay siết chặt nhưng vẫn không quay đầu, im lặng một lát rồi nói, đa tạ ý tốt của đạo hữu, mong đạo hữu tự giải quyết cho tốt. Hai người tung ra những lời nói sắc bén, đều đang cảnh cáo đối phương. Dương Bách Xuyên biết mối thù lần này với Mai Hoa tiên tử không thể giải được rồi. Từ giờ trở đi hai bên đều sẽ không cho ai cơ hội. Nói cách khác, từ lúc Mai Hoa tiên tử giết chết hai sư muội của mình đã xác định hai bên sẽ có một cuộc đại chiến sống còn ở hành cung thiên yêu, chẳng qua không phải trước mắt. Mai Hoa tiên tử có điều cố kỵ nên mới giết hai vị sư muội, cho Dương Bách Xuyên một câu trả lời. Mà đối với Dương Bách Xuyên, hắn coi như cũng đè đầu đám đệ tử thánh địa cao cao tại thượng kia, vậy đủ rồi. Nhìn Mai Hoa tiên tử dẫn người đi đến giữa sân, nơi đó xuất hiện một tế đàn truyền tống. Đúng là trung tâm nơi cây cổ đằng cắm rễ, hiện giờ cây cổ đằng bị Dương Bách Xuyên luyện hóa rồi, tế đàn truyền tống hiện ra trong tầm mắt mọi người. Chỉ thấy đám người Mai Hoa tiên tử nhanh chóng biến mất ở tế đàn truyền tống, tiến vào hành cung tiếp theo. Cách đó không xa, Minh Du Nhiên và Khương Thế Long thấy Mai Hoa tiên tử đi rồi bèn gật đầu với Dương Bách Xuyên, bước vào tế đàn truyền tống. Khương Thế Long vừa đi vừa thì thầm với Minh Du Nhiên sư muội, chúng ta cần phải đề phòng Mai Hoa tiên tử, nữ nhân kia thật tàn nhẫn, lòng dạ khó lường, rõ ràng là nàng ta sai khiến hai vị sư muội Thông Thiên Cung đi giữa sân hái đào, chớp mắt đã thẳng tay chém giết, còn đội mũ vô lễ vô phép lên đầu người ta, thật đáng sợ. Từ trước đến nay các đời đại tiên tử Thông Thiên Cung đều không có một ai đơn giản, chẳng qua Mai Hoa tiên tử âm mưu xảo trá. Kiểu người này nguy hiểm nhất, đùn là phải cẩn thận. Minh Du Nhiên lên tiếng. Hai người vừa nói chuyện vừa biến mất cho Ninh truyền tống trận. Lúc này đám người Mộ Trường Phong cũng đi tới bên cạnh Dương Bách Xuyên. Thú Ngũ Hành hét lớn, chủ nhân, người thật khí phách, tiên tử Thông Thiên Cung đều phải cúi đầu trước chủ nhân, sướng chết, ha ha. Chi Chi Điêu Nhi vui sướng nhảy tót lên vai Dương Bách Xuyên. Lục Yên Chi cũng vui mừng cho Dương Bách Xuyên, đây là chứng minh cho thực lực, ở tu chân giới, chỉ có cường giả mới được tôn trọng. Hôm nay tuy Mai Hoa tiên tử Thông Thiên Cung có ý uy hiếp Dương Bách Xuyên nhưng thật ra nàng ta đã cúi đầu chịu thua một trận, đây chỉ là bước khởi đầu cho con đường trở thành cường giả của Dương Bách Xuyên. Lục Yên Chi và đám người Thú Ngũ Hành không nghĩ nhiều, đều vui mừng vì Dương Bách Xuyên làm Mai Hoa tiên tử cúi đầu. Hơn nữa, từ khi đi vào Thái Hoang, mấy người bọn họ liên tục bị cường giả áp chế, gặp được người thánh địa lại càng thêm quá mức, tìm rắc rối khinh thường, cực kỳ nghẹn khuất. Lúc này Dương Bách Xuyên có thể làm Mai Hoa tiên tử cúi đầu, đám người Lục Yên Chi cực kỳ vui vẻ. Chỉ có Mộ Trường Phong và Hiên Viên Linh Hề liếc nhau, trong mắt hiện lên sự lo lắng, Mai Hoa tiên tử đại biểu Thông Thiên Cung đứng đầu chín thánh địa, rất để ý mặt mũi. Cũng không biết lần này vì cái gì mà Mai Hoa tiên tử lại cúi đầu trước Dương Bách Xuyên, nhưng tuyệt đối có nguyên nhân. Mộ Trường Phong và Hiên Viên Linh Hề đều biết Mai Hoa tiên tử có thủ đoạn, từ lúc nhìn thấy nàng ta có thể tự tay giết chết hai sư muội đã định sẵn sẽ không bỏ qua. Lần này Dương Bách Xuyên đã đắc tội chết với Mai Hoa tiên tử,
từ trong lời nói sắc bén của nàng ta cũng có thể nghe ra được, nàng ta chỉ tạm chịu đựng, chắc chắn sẽ trả thù. Nhìn đám người Dương Bách Xuyên cười to, Mộ Trường Phong không nhìn được nói, sư tổ, Mai Hoa tiên tử không phải loại người đơn giản, có thể trở thành tiên tử của Thông Thiên Cung đều là tinh anh trong tinh anh, cần phải cẩn thận. Mặc dù nói những lời này trong lúc Dương Bách Xuyên đang vui vẻ sẽ rất mất hứng, nhưng Mộ Trường Phong vẫn nói ra. Dương Bách Xuyên không tức giận, còn rất vui mừng nói, đúng vậy, ngươi nói rất đúng, phải cẩn thận Mai Hoa tiên tử, nhưng nếu ta đã dám trêu chọc nàng ta sẽ không sợ, Trường Phong, đoạn đường tiếp theo chúng ta tách ra thôi. Sư tổ, ta không có ý khác, ta, Mộ Trường Phong nghe thấy Dương Bách Xuyên nói muốn tách ra, rất sốt ruột, còn tưởng rằng Dương Bách Xuyên đa tâm, sợ liên lụy. Trong chuyến đi hành cung này, ngươi và đệ tử Trường Sinh Điện còn có đệ tử của Hoàng Triều Hiên Viên đã giúp ta rất nhiều, còn mất vài đệ tử vì ta, nói đi nói lại, là ta thua thiệt mọi người. Hiện tại ta đã quyết liệt với Thông Thiên Cung, ta cũng có cảm giác Mai Hoa tiên tử không phải loại người đơn giản, cho nên chúng ta tách ra là lựa chọn tốt nhất. Ngươi yên tâm, ta còn có thủ đoạn và át chủ bài để đối phó với nàng ta. Nhưng ta thật sự không muốn nhìn thấy đệ tử hai nhà các ngươi lại xuất hiện thương vong. Một mình ta di chuyển, mục tiêu sẽ nhỏ đi rất nhiều. Chúng ta tách ra, chỉ cần ta không ở bên cạnh các ngươi, chắc chắn Mai Hoa tiên tử sẽ không cố tình nhằm vào các ngươi. Dương Bách Xuyên không muốn liên lụy đệ tử Trường Sinh Điện và Hoàng Triều Hiên Viên, hành động một mình cũng có chỗ lợi. Sau khi giải thích một lúc, Mộ Trường Phong cũng nhìn ra được, Dương Bách Xuyên đã ra quyết định, nên cũng không kiên trì, hành lễ với Dương Bách Xuyên rồi mang theo người đi bước vào tế đàn truyền tống. Đi vào hành cung tiếp theo. Chủ nhân, bây giờ chúng ta phải làm sao? Thú Ngũ Hành nói. Dương Bách Xuyên suy nghĩ một lúc, nói Thất Tinh Thiên Yêu hành cung, càng đi càng nguy hiểm, chúng ta không vội, ta có được 3 đóa hoa yêu đầu hổ, chứa đựng yêu lực thuần tịnh, mỗi người các ngươi luyện hóa 2 đóa, tăng thực lực trước rồi tính sau. Có lẽ Mai Hoa tiên tử sẽ dùng ám chiêu ở hành cung tiếp theo, chỉ có tăng lên thực lực, chúng ta mới có thể đi xa hơn. Nói xong, Dương Bách Xuyên lấy ra 8 đóa hoa yêu đầu hổ, đưa cho Lục Yên Chi, Thú Ngũ Hành, Trồn Nhỏ, chỉ có đả tiên thạch là không thể dùng bảo vật bậc này. Dương Bách Xuyên bỏ 2 đóa còn lại vào trong không gian hồ Càn Khôn, truyền cho Mai Tỷ. Trong hành trình thiên yêu hành cung này, mỗi người đều ra sức, đều có thưởng. Trong không gian hồ Càn Khôn còn có Thanh Ngưu, nhưng Thanh Ngưu có thể sánh ngang với Đại Thừa. Dương Bách Xuyên biết 2 đóa hoa yêu đầu hổ không có tác dụng với Thanh Ngưu nên cũng không đưa ra. Chính hắn thì không cần, lần này hắn hấp thu cả một cây cổ đằng, 1 đóa hoa yêu đầu hổ, chân khí trong cơ thể đạt đến trạng thái xương mù hóa. Dương Bách Xuyên tin tưởng chỉ cần bước ra thái hoang, hắn có thể độ đại thiên kiếp. Tạm thời hắn chỉ có thể hấp thu chân khí, dựa theo lời của sư phụ, muốn cho hắn tiếp tục hấp thu, hiện tại chân khí đang ở trạng thái xương mù hóa. Còn có thể tiến thêm một bước làm trạng thái xương mù hóa chuyển thành chất lỏng, đến lúc đó đi ra ngoài sẽ tăng lên tỷ lệ độ thiên kiếp. Muốn chân khí chuyển từ xương mù hóa thành chất lỏng, nói thì dễ, làm mới khó, cần phải hấp thu một lượng linh khí thiên địa cực kỳ khổng lồ. Bởi vì nguyên nhân này, Dương Bách Xuyên biết cho dù vắn nuốt luyện hóa 8 đóa hoa yêu đầu hổ, hắn cũng không tăng lên chân khí, còn không bằng đưa cho đám người Lục Yên Chi hấp thu, còn có thể tăng lên lực lượng cả đội. Chấm chấm. 10 ngày sau, Lục Yên Chi, Thú Ngũ Hành và Trồn Nhỏ đã luyện hóa xong lực lượng của hoa yêu đầu hổ. Lục Yên Chi nói chân khí trong cơ thể đã gần đến viên mãn, Dương Bách Xuyên nói nàng ta có thể tiếp tục hấp thu, không ngừng áp xúc chân khí, làm chân khí xương mù hóa, có thể gia tăng tỷ lệ độ kiếp. Sau khi Thú Ngũ Hành luyện hóa lực lượng của hoa yêu đầu hổ, Tu Vu đã đạt đến độ kiếp hậu kỳ đỉnh phong, chỉ kém một bước sẽ là đại viên mãn, cũng coi như rất tốt. Còn Trồn Nhỏ, sau khi cắn nuốt hấp thu hoa yêu đầu hổ, chỉ dùng 1 ngày đã hấp thu xong, nhưng sau khi hấp thu xong, Dương Bách Xuyên cũng không cảm nhận được sự biến hóa gì ở Trồn Nhỏ, chỉ có lông tóc càng thêm bóng mượt. Biết Trồn Nhỏ là huyết mạch dị chủng hồng hoang, không thể nhìn theo lẽ thường, Dương Bách Xuyên cũng không để ý, dù sao Trồn Nhỏ thường trưởng thành trong vô thức. Trong chuyến đi hành cung lần này, Trồn Nhỏ đã hoàn toàn thể hiện thiên phủ của nó. Có thể cắn đứt cánh tay của tu sĩ độ kiếp đại viên mãn, giết chết cao thủ như Thẩm Bạch, đã chứng tỏ thực lực của Trồn Nhỏ. Tóm lại,
có thể làm người thân bạn bè và linh thú bên cạnh tăng lên thực lực, Dương Bách Xuyên đều rất vui mừng, không khác gì thực lực của bản thân tăng lên. Dương Bách Xuyên biết rõ tầm quan trọng của đoàn đội trong chuyến đi bí cảnh lần này. Trong số bạn họ, chỉ có Đả Thiên Thạch có chút uể oải, không nói gì, nhưng cũng không còn cách nào khác, Đả Thiên Thạch là kỳ thạch trong thiên địa, muốn tăng lên thực lực cần phải có bảo vật kim loại thiên địa, cho đến bây giờ Dương Bách Xuyên vẫn chưa gặp phải bảo vật dạng đó. Dương Bách Xuyên đặc biệt dặn dò Chồn Nhỏ, Hương Hương để ý bảo vật kim loại. Chi chi, Chồn Nhỏ tỏ vẻ đã biệt. Nếu có thiên tài địa bảo kim loại thì có thể giúp Đả Thiên Thạch nhanh chóng khôi phục, còn có thể hóa hình, với hình thể che kín vết rạn như bây giờ của Đả Thiên Thạch, muốn hóa hình là chuyện không thể. Cảm ơn chủ nhân, Đả Thiên Thạch còn đang uể oải, nghe thấy Dương Bách Xuyên dặn dò Chồn Nhỏ, làm nó rất cảm động. Mặc dù nó là một cục đá, nhưng cũng là một cục đá có linh hồn, có cảm tình, có nghĩa khí. Được rồi, chúng ta xuất phát thôi, hành cung tiếp theo sẽ càng ngày càng nguy hiểm. Mọi người phải cẩn thận gấp đôi, đi thôi. Nói xong, Dương Bách Xuyên bước vào tế đàn truyền tống. Bước vào hành cung thứ tư, hành cung thiên quyền tinh của Thiên Lang Thiên Yêu Vương. Sau khi xuất hiện trên tế đàn, cho Đả Thiên Thạch nhìn ghi chép trên tấm bia đá ở tế đàn, gần như không khác gì mấy hành cung trước, mục tiêu của bọn họ ở núi Thiên Yêu, ở đó có một Thiên Yêu động phủ, sau khi đi vào sẽ là nối vào của hành cung tiếp theo. Thất tinh thiên yêu cung có 7 hành cung lớn, theo lời kể của Mộ Trường Phong, 9 thánh địa lớn lần lượt đi vào vài lần cũng mới chỉ đến được hành cung thứ 6. Mục tiêu lần này là hành cung thứ 7, rốt cuộc đã đi qua 6 hành cung, đều có kinh nghiệm. Đối với người của 9 thánh địa lớn, chuyện đi thẳng qua 6 hành cung chuyện không khó. Khó khăn nằm ở hành cung thứ 7. Bởi vì bọn họ chưa từng đi qua hành cung thứ 7. Đi qua được hành cung thứ 7 sẽ có được bảo tàng của Thiên Yêu Chi Chủ. Mặc dù không ai biết bảo tàng của Thiên Yêu Chi Chủ là gì, nhưng chắc chắn sẽ không đơn giản. Ai cũng muốn có được bảo tàng của Thiên Yêu Chi Chủ. Bao gồm cả Dương Bách Xuyên. Sau khi đi vào hành cung Thiên Lang, Dương Bách Xuyên chưa gặp được người nào, 10 ngày trôi qua, có lẽ đám người Mộ Trường Phong cũng đã đi xa. Nhưng Dương Bách Xuyên cũng không quá để ý, đối với hắn. Sau khi đi vào Thái Hoang, hắn đã có được rất nhiều, hắn hiểu đạo lý tốt quá hóa lốp. Đả Thiên Thạch hiểu được nội dung ghi trên tấm bia đá ở tế đàn, truyền đạt lại nội dung cho Dương Bách Xuyên. Theo lời của Đả Thiên Thạch, mối nguy hiểm nhất ở Thiên Lang Thiên Yêu Vương là bầy sói yêu thú trên núi Thiên Lang. Sau khi đi vào Sơn Động Thiên Lang, phải vượt qua sự tấn công của bầy sói, chỉ cần xông qua, đi vào Sơn Động Thiên Lang thì sẽ an toàn. Hơn nữa hành cung Thiên Lang này cũng không quá nguy hiểm, chỉ cần có đủ thực lực thì có thể xông qua. Nhưng Dương Bách Xuyên vẫn bảo mọi người tăng cao cảnh giác, bầy sói là chủng tộc am hiểu tác chiến đoàn đội, có lẽ chiến đấu một mình thì yếu, nhưng tấn công quần thể sẽ không đơn giản. Một ngày sau, đám người Dương Bách Xuyên đi đến chân núi Thiên Lang, cả ngọn núi Thiên Lang cao hơn 100 trượng, so với mấy ngọn núi ở mấy hành cung trước thì không quá lớn, nhưng cũng không nhỏ. Đứng ở chân núi, Dương Bách Xuyên nhìn thấy được thỉnh thoảng có một con thanh lang trên núi Thiên Sơn thoáng hiện. Hú! Một tiếng kêu như tiếng sói khóc vang lên. Hú hú hú! Sau đó giống như hiệu ứng liên hoàn, vô số tiếng sói hú vần quanh ngọn núi Thiên Lang. Làm người nghe có cảm giác khó chịu tắc nghẽn trong lòng. Tiếng kêu này có thể ảnh hưởng đến tâm cảnh. Hít sâu, Dương Bách Xuyên vung tay lên, nói, lên núi. Tiểu Ngũ đi sau, ta đi trước, Yên Chi đi giữa, tìm cơ hội dùng độc, cục đá, người đi cùng Tiểu Ngũ, Hương Hương bảo vệ cho Yên Chi. Vâng, chủ nhân. Vâng Dương đại ca. Chi chi. Tất nhiên hắn có thể vận chuyển pháp tương, uy lực sẽ càng thêm cường đại, nhưng Dương Bách Xuyên biết nếu pháp tương xuất hiện, mục tiêu quá lớn, không thích hợp tác chiến đoàn đội. Hơn nữa hắn cũng muốn rèn luyện đám người Lục Yên Chu. Nếu không bọn họ sẽ không trưởng thành được, đồng thời cũng mài giũa sự phối hợp lẫn nhau của mọi người. Cả ngọn núi Thiên Lang là một ngọn núi xám xịt, gần như không có thảm thực vật. Sau khi bọn họ đi lên hơn 100 mét, có mấy con thanh lang không kiềm chế được xông lên tấn công. Hú! Tiếng sói hú vang lên, bên phải Dương Bách Xuyên có một con thanh lang to như con trâu xông đến, Dương Bách Xuyên nhìn thấy tứ chi của thanh lang là nanh vuốt sắc bén, há to miệng.
lộ ra răng nanh cực dài cực bén nhọn, nhìn cũng đủ sợ hãi. Nhưng Dương Bách Xuyên đã chuẩn bị từ trước, sau khi thanh lang nhảy đến, bước ra xa, quay người ra quyền, đánh trúng bụng của thanh lang. Rắc rắc. Hú. Một tiếng xương cốt đứt gãy và va chạm nặng nề vang lên. Sau đó vang lên tiếng kêu thảm thiết của thanh lang, máu rơi rụng giữa không trung, bị Dương Bách Xuyên đánh bay ra xa mấy chục mét, biến mất không thấy. Hắn cảm giác được con thanh lang này có tu vi độ kiếp sơ kỳ, mặc dù bây giờ hắn cũng là độ kiếp sơ kỳ, nhưng nguyên thần lớn mạnh, sau khi áp xúc chân khí trong cơ thể thành trạng thái xương mù hóa, thực lực đã vượt xa độ kiếp kỳ, cho dù đám đệ tử thánh địa độ kiếp đại viên mãn cũng không đỡ được một kiếm trong tay hắn. Nói gì đến một con lang yêu? Một quyền nhẹ nhàng đánh bay một con thanh lang. Đúng lúc này, một trận gầm rú vang lên, vô số thân hình màu xanh lơ vọt đến từ bốn phương tám hướng. Hú hú hú. Tiếng gầm rú làm lòng người sởn gáy liên tục vang lên. Nhìn vô số thanh lang đến từ bốn phương tám hướng, Dương Bách Xuyên nói, giết. Thú ngũ hành thét dài, thân thể biến to, ánh sáng năm màu hiện lên, lao ra. Máu văng khắp nơi, mang theo tiếng rên rỉ của thanh lang. Lục Yên Chi múa may độc liên hoa ách nan, ném từng đóa ra ngoài. Độc thể ách nan đâm thẳng vào thân thể của thanh lang, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, thanh lang hóa thành một bãi máu. Dương Bách Xuyên nhìn ra được Lục Yên Chi càng ngày càng vận dụng thuần thục độc thể ách nan, hơn nữa tu vi càng cao, tiên thiên độc thể ách nan càng thêm lợi hại. Phía trước có hắn ngăn cản, phía sau có thú ngũ hành áp trận. Lục Yên Chi ở giữa, không cần lo lắng bị thanh lang tấn công, chuyên tâm dùng độc. Độc liên hoa ách nạn nở rộ tản ra đầy trời, thanh lang trong vòng trăm mét đều bị độc chết, hóa thành một bãi máu loãng. Ngay lập tức thiên địa yên tĩnh, thanh lang phía xa cũng không dám tấn công bọn họ, tất cả chạy tán loạn. Dù là hung thú nhưng cũng biết lợi hại. Độc thể ách nan của Lục Yên Chi cực kỳ lợi hại, thanh lang cũng khiếp sợ. Ngay cả Dương Bách Xuyên cũng khiếp sợ. Nghĩ thầm, không biết sau này Yên Chi sẽ lợi hại cỡ nào. Tóm lại là chuyện tốt, sau khi lấy lại tinh thần, bọn họ đi thẳng lên trên núi, dọc đường đi không bị thanh lang tấn công, bọn chúng chỉ dám đứng xa, không dám đến gần, nhiều nhất gầm rú vài tiếng. Rất nhanh Dương Bách Xuyên đã nhìn thấy lối vào sơn động thiên lang. Một canh giờ sau, nhìn thấy tế đàn trong sơn động thiên lang. Dọc đường đi bọn họ không gặp bất cứ nguy hiểm nào. Trong hai hành cung tiếp theo, Dương Bách Xuyên và Thú Ngũ Hành, Lục Yên Chi, Chồn Nhỏ, Đả Tiên Thạch phối hợp lẫn nhau, xông qua Ngọc Hành Tinh Thiểm Điện báo Thiên Yêu Vương, Khai Dương Tinh Huyền Quy Thiên Yêu Vương. Thuận lợi xông qua hai hành cung này, bởi vì phía trước đã có Thông Tiên Cung, U Linh Chi Đô, Thánh Địa Đao Chủng và Mộ Trường Phong, Hiên Viên Linh Hề xông qua. Mặc dù cơ hội có được thiên tài địa bảo ít đi, nhưng cũng bớt rất nhiều rắc rối. Sau khi bọn họ đứng ở trên tế đàn hành cung thứ 6, truyền tống đi đến hành cung thứ 7, hành cung Giao Quang Tinh Cửu Vĩ Thiên Yêu Vương. Đây cũng là hành cung cuối cùng trong thất tinh, cũng là hành cung duy nhất chưa từng bị người của chín thánh địa xông qua, có Cửu Vĩ Thiên Yêu Vương canh giữ. Sau khi đám người Dương Bách Xuyên truyền tống, một thế giới băng thiên tuyết địa xuất hiện. Vị trí dưới chân vẫn là quảng trường tế đàn. Mơ hồ nhìn thấy một ngọn núi tuyết ở nơi xa. Không cần hỏi Dương Bách Xuyên cũng đoán được ngọn núi tuyết đó là hành cung Cửu Vĩ Thiên Yêu. Cục đá, nhìn xem tấm bia ghi lại gì. Dương Bách Xuyên lên tiếng bảo Đả Tiên Thạch đọc nội dung trên tấm bia cạnh tế đàn. Đả Tiên Thạch nói, chủ nhân, bia đá ghi, hành cung Cửu Vũ Thiên Yêu Vương nằm trên đỉnh núi tuyết, muốn bước lên trên đỉnh không hề dễ. Có hàn khí chí âm, có thiên cương sát phong như đao nhọn, đây là vật cản tồn tại trên núi tuyết, sau khi bước lên Cửu Vĩ Thiên Yêu Cung, sẽ có Cửu Vĩ Thiên Yêu chín đuôi canh giữ hành cung, rất khó bước vào đại điện của Cửu Vĩ Thiên Yêu. Muốn bước vào đại điện, phải vượt qua Cửu Vĩ Thiên Yêu Vương chín đuôi, tấm bia đá chỉ ghi vật trong đại điện của Thiên Yêu chi chủ là chí bảo, không còn gì nữa. Không còn, chỉ có vậy, Dương Bách Xuyên hỏi. Không còn, chỉ có vậy. Đả Tiên Thạch trả lời. Dương Bách Xuyên nhíu mày, hàn khí chí âm và thiên cương sát phong còn tạm, nhưng trên đỉnh núi tuyết có Cửu Vĩ Thiên Yêu Vương để lại chín đuôi canh giữa, chuyện này lại không đơn giản. Chưa nói đến việc bản thân Cửu Vĩ Thiên Yêu Vương là cấp bậc thiên yêu,
dựa theo ghi chép về 8 cấp bậc ở Kim Sí Thiên Yêu, Cửu Vĩ Thiên Yêu Vương có 9 đuôi, chắc chắn là viên mãn, 100% là đại yêu đỉnh cấp. Để lại 9 đuôi canh giữ hành cung, coi như là bản thể, rốt cuộc cấp bậc của 9 cái đuôi của Cửu Vĩ Thiên Yêu Vương là gì, sẽ có hình thái gì? Là hóa thành 9 pháp khí? Hay hóa thành 9 hồ ly tinh? Không có nhắc nhở, thật sự khó nắm bắt được. Nhưng Dương Bách Xuyên cũng nổi lên hứng thú với hành cung này. 9 cái đuôi của Cửu Vĩ Thiên Yêu Vương canh giữ hành cung cuối cùng, còn nhắc nhở sẽ có chí bảo của Thiên Yêu Chi Chủ, dụ hoặc rất lớn. Cách 1.000 năm, người của 9 thánh địa sẽ đến, cho dù ngã xuống bao nhiêu đệ tử vẫn sẽ kiên trì phá giải hành cung cuối cùng. Thậm chí Dương Bách Xuyên có chút hiểu ra, có lẽ Mai Hoa Tiên Tử cúi đầu trước hắn cũng vì muốn đi đến hành cung cuối cùng này. Người khác có lẽ không biết Thiên Yêu Chi Chủ của Thiên Yêu hành cung là gì, nhưng hắn lại biết. Bởi vì sư phụ cũng hiểu biết nơi này, theo lời của sư phụ, Thiên Yêu Chi Chủ là thần thú Kỳ Lân. Đứng đầu thượng cổ thần thú Kỳ Lân. Dương Bách Xuyên cực kỳ mong chờ hành cung này. Nhưng hắn cũng biết, ngay cả người của 9 thánh địa đi vào mấy lần cũng không vượt qua được hành cung cuối cùng này, hoặc nói cách khác, không bước lên được núi tuyết, đủ để thuyết minh rất khó. Mộ Trường Phong cũng từng nói, 9 thánh địa bọn họ liên hợp xông vào rất nhiều lần, đều không đi lên được đỉnh núi tuyết. Nguy hiểm vượt mức quy định, nhưng nguy hiểm càng lớn, cơ duyên cũng càng lớn. Nghĩ đến đây, Dương Bách Xuyên nói với Lục Yên Chi và Thú Ngũ Hành, chúng ta đi, có lẽ người của mấy thánh địa vẫn chưa lên được núi tuyết, ở nơi này khởi đầu của chúng ta giống nhau, có gặp được cơ duyên hay không phải xem vận may của chúng ta. Trên đường tới núi tuyết, nhóm người Dương Bách Xuyên đi được chừng hơn 10 dặm, gió lạnh và tuyết đã lớn tới mức không thể không dùng chân khí để chống đỡ. Mới chỉ hơn 10 dặm mà thôi, khoảng cách tới núi tuyết còn rất rất xa. Vừa mắt đầu đã có sương lạnh cường đại như vậy, bọn họ có thể tưởng tượng, sau khi lên được núi tuyết thì môi trường sẽ khốc liệt như thế nào. Theo như Đá Đả Tiên nói, khí lạnh trên núi tuyết có thể đông chết cơ thể kim cang, hơn nữa, thiên cương sát phong sắc như dao. Mặc dù Dương Bách Xuyên không biết cơ thể kim cang ở đây có giống như thân thể kim cang mà hắn tu luyện hay không, nhưng chắc chắn mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Trong lòng không khỏi trầm xuống vài phần. Hắn không tự chủ dặn dò đám Lục Yêu Chi, nhất định phải xốc lại tinh thần, bây giờ là hành cung cuối cùng, không thể xảy ra bất cứ sai sót nào, bọn họ không thể lật thuyền trong mương. 7 ngày sau, cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng tới được chân núi tuyết, nhìn những ngọn núi phủ tuyết hùng vĩ, những bông tuyết bay khắp bầu trời, mang đến một cảnh đẹp quỷ dị. Sau khi tới nơi, xung quanh vô cùng yên tĩnh, loại yên tĩnh này là về mặt cảm giác. Mà hoàn cảnh xung quanh lại hoàn toàn tương phản, gió lớn gào thét giống như quỷ khóc sói gào, khiến cho người ta không nhịn được mà hoảng sợ. Càng như vậy thì Dương Bách Xuyên lại càng phải cẩn thận. Ngẩng đầu nhìn, hắn không thể thấy được ngọn núi phủ đầy tuyết này cao bao nhiêu, những bông tuyết như lông ngỗng cũng che khuất tầm nhìn, khiến Dương Bách Xuyên không thể nhìn được bất cứ thứ gì ngoài 10 mét. Leo núi thôi, mọi người cẩn thận. Dứt lời, Dương Bách Xuyên dẫn đầu leo lên trước. Tuyết phủ rất dày nhưng không ngăn được tu sĩ, hai chân vận chân khí, đạp tuyết vô ngân giống như uống nước lạnh. Tuyết bay tán loạn cũng không nhìn được bất cứ sự vật gì. Có gió lạnh, tuyết rơi dày đặc, khi thì nặng hạt, khi thì gào thét. Môi trường ở đây càng trở nên khắc nghiệt, đám người Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi đều tỏa sáng rực rỡ, dùng chân khí tới cực điểm. Gió lạnh trên núi tuyết như đạt đến đỉnh điểm. Nếu như không dùng chân khí thì rất có thể sẽ bị đông thành tượng đá. Đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Càng lên lao thì gió lạnh càng điên cuồng gào thét. May mà tạm thời mọi người vẫn có thể chống cự được. Toàn bộ núi tuyết không phải là một ngọn núi dựng thẳng đứng như thiên ưng, nhìn chung tương đối bằng phẳng và bậc thang lượn vòng. Kỳ lạ là tất cả những bậc thang này lại không hề có bông tuyết nào rơi xuống, nhìn qua rất sạch sẽ, bậc thang trắng như ngọc. Giống như được làm phép, rõ ràng tuyết bay lả tả khắp núi, sau khi rơi xuống bậc thềm sẽ biến mất, một bông cũng không còn. Dương Bách Xuyên đoán, chắc chắn là có cấm thuật gì đó. Hắn cũng không nhìn ra điểm bất thường, tiếp tục đi về phía trước. Sau khi leo được 1.000 mét, ánh mắt Dương Bách Xuyên khựng lại, hắn nhìn thấy có người xuất hiện. Nhìn kỹ,
bậc thang phía trước còn có người. Một, hai, ba người, dọc theo đường đi dường như có rất nhiều bóng người. Tất cả đều đang quay lưng lại với phía bọn họ, tư thế như đang leo về phía trước. Rải rác khắp các bậc thang. Mới nhìn, Dương Bách Xuyên bị dọa sợ hết hồn, lúc nhìn kỹ lại thì thở phào, nhưng hắn luôn có cảm giác kỳ quái. Tiến lên vài bước, đến chỗ người thứ nhất, Dương Nhất Phân thở phào nhẹ nhõm, đúng như hắn nghĩ, bọn họ đều đã chết. Nhìn qua lớp băng trong suốt, hắn có thể thấy rõ, người bị đông thành tượng đá đầu tiên mặc quần áo đệ tử thần Phù Linh Tông. Lúc này, Dương Bách Xuyên bắt đầu thấy quái lạ, trước đó, người của thần Phù Linh Tông đã bị hắn, Lục Yên Chi và Thú Ngũ Hành giết chết toàn bộ, chỉ có Thẩm Bạch tiến vào hành cung, nhưng cũng bị Trồn Nhi xé nát. Rõ ràng, người bị đông cứng trước mặt này không tiến vào cùng đợt với bọn họ. Nghĩ vậy, người này nhất định là đệ tử của thần Phù Linh Tông đã tiến vào trước đó. Mộ Trường Phong cũng đã nói, trước kia có rất nhiều người cửu đại thánh địa tiến vào, nhưng cũng tổn thất không ít ở bên trong Thiên Yêu hành cung. Hiện tại xem ra, quả đúng là như vậy. Vô số tượng băng rải rác trước mặt chính là người của cửu đại thánh địa năm xưa. Vẻ mặt của họ đều đờ đẫn, trên mặt không có biểu hiện sợ hãi hay bất cứ điều gì, có thể là bị đông đá đến chết. Trong lúc vô tình bị đông cứng chết trên bậc thang. Lúc này Dương Bách Xuyên chợt giật mình, sau đó mới nhớ ra bọn họ đã đi một quãng đường dài lên núi, càng đi càng thấy lạnh, cộng thêm những ghi chép trên bia đá, khí lạnh trên núi tuyết có thể đông chết cơ thể kim cang, hơn nữa, thiên cương sát phong sắc như dao. Giống như chết cóng cũng không phải chuyện gì lạ. Hơn nữa, thân thể kim cang được nhắc tới ở đây không phải là kim cang mà hắn từng tu luyện. Người có thể tiến vào Thiên Yêu hành cung, đâu ai không phải tu vi độ kiếp. Vậy nên thân thể kim cang ở đây còn kinh khủng hơn. Đệ tử của cửu đại thánh địa vào đây đã bị đông chết. Cảm nhận kỹ lại, quả thật khí lạnh trên này còn mạnh hơn dưới chân núi gấp 10 lần. Lúc này, nếu như hắn không có nội công và ngoại công càn khôn, thân thế cường hãn cảnh giới sinh tử, chân khí nồng hậu bảo vệ bản thân thì có thể hắn cũng sẽ kết băng. Nghĩ tới đây, Dương Bách Xuyên bất chợt quay đầu, hắn bị dọa sợ. Ở phía sau, toàn thân Thú Ngũ Hành đều là tuyết, Trồn Nhi cũng không biết bị đóng băng từ lúc nào. Chỉ có Đá Đả Tiên, toàn thân vẫn tỏa ra ánh sáng đi ở đội ngũ sau cùng, bước từng bước chậm rãi, khoảng cách gần 100 mét. Đá Đả Tiên là kỳ thạch của trời đất, bản chất của đá đã chống lại băng, hắn có đá đắc đạo nhưng tác dụng lại không nhiều. Chỉ có Lục Yên Chi, Thú Ngũ Hành và Trồn Chi là cơ thể bằng xương bằng thịt, nhưng lại không có thân thể cảnh giới sinh tử như hắn, càng không có công pháp càn khôn, cũng không chân khí nồng đậm, bên ngoài kết băng cũng là điều dễ hiểu. Hơn nữa, khi Dương Bách Xuyên nhìn qua, Lục Yên Chi và Thú Ngũ Hành, Trồn Nhi giống như đã đơ người. Suốt dọc đường, khí lạnh dần tăng lên, giống như nước ấm đun ếch nhái, trong lúc vô tình, người ta chỉ cảm thấy lạnh, nhưng lại từng chút xâm nhập làm tê liệt ý thức. Tới khi leo lên cao, khí lạnh ngày càng dày, Dương Bách Xuyên biết chắc chắn Lục Yên Chi và Thú Ngũ Hành, Trồn Nhi sẽ bị khí lạnh đông thành tượng đá, thậm chí là chết cóng. Có lẽ những đệ tử của cửu đại thánh địa này cũng bị đông thành tượng đá, hay chết cóng từ lúc nào không hay. Nếu như hắn không quay đầu nhìn, có lẽ Lục Yên Chi, Thú Ngũ Hành, Trồn Nhi cũng sẽ giống như những đệ tử này, cuối cùng cũng sẽ bị khí lạnh ngày càng dày đặc làm cho chết cóng. Nghĩ tới đây, trán Dương Bách Xuyên không khỏi toát mồ hôi lạnh. Hắn vội vàng đi tới chỗ ba người, thu bọn họ vào trong không gian càn khôn. Sau khi thu cả ba vào, Dương Bách Xuyên mới thở phào nhẹ nhõm, ý thức của bọn họ đã bị tê liệt nhưng ở trong không gian càn khôn sẽ dần lấy lại được sức. Mặc dù làm như vậy có thể làm họ thiếu đi một phần cơ duyên, nhưng ít nhất vẫn giữ được mạng, hơn nữa đợi sau khi lên được tới đỉnh. Dương Bách Xuyên xem tình hình thế nào rồi sẽ thả bọn họ ra. Thứ nhất, Đá Đả Tiên có thể kháng trụ được khí lạnh của núi tuyết, điều này chứng minh hắn có cơ duyên của hắn. Thứ hai, Dương Bách Xuyên nhìn Đá Đả Tiên đang chậm rì lê từng bước một, hắn đột nhiên bật cười. Thạch Thanh, xem ra không cần ta giúp nữa, cơ duyên của ngươi tới rồi. Dương Bách Xuyên nhìn Đá Đả Tiên đang cách mình 30 mét nói. Trong mắt hắn, mỗi một lần nhảy lên của Đá Đả Tiên đều sẽ khiến cho bậc thang nứt ra khe hở.
Đúng lý mà nói, bậc thềm của núi tuyết này đã trải qua vô số năm tháng dưới cái lạnh có thể đông chết tu sĩ độ kiếp, không thể nào bị đá đả tiên đập vỡ được. Nhưng Dương Bách Xuyên đã nhìn thấy rõ, bậc thềm kia đã bị vỡ khi đá đả thiên nhảy lên. Hắn biết, cơ duyên của đá đả tiên đã tới. Nghe Dương Bách Xuyên nói vậy, đá đả tiên như tỉnh lại từ trong giấc mộng, cơ thể lóe lên, chủ nhân, bậc thang bạch ngọc ở đây là bạch ngọc chi tinh, chúng đã hấp thu tinh khí của toàn bộ núi tuyết, đây chính là thuốc bổ cho một tảng đá như ta, mặc dù lực lượng yếu ớt mỏng manh nhưng lại có số lượng nhiều, ta đoán nếu hấp thụ hết thì sẽ có thể chữa trị các vết nứt trên cơ thể rồi hóa hình. Bọn họ đâu? Dứt lời, đá đả tiên đã nhảy tới trước mặt Dương Bách Xuyên, lúc này mới phát hiện không thấy thú ngũ hành, Lục Yên Chi và Trồn Nhi đâu. Dương Bách Xuyên cười nói, cơ duyên của ngươi tới thật rồi, thể xác và tinh thần đều rất chuyên tâm. Ba người họ cũng không phải đá, chịu không nổi khí lạnh ở nơi này, thấy tượng đá kia không? Đá đả tiên vừa nhìn qua đã hiểu được tình hình, hắn cười gian trá nói, xem ra tộc kỳ thạch của ta vẫn còn có chút năng lực kháng đông. Hai chủ tớ vừa nói vừa cười, tiếp tục đi về phía trước. Dương Bách Xuyên quan sát dọc đường, người bị đông cứng có của cửu đại thánh địa, hắn còn nhìn thấy vài đệ tử của Điện Trường Sinh. Trước kia, những người này đã tới Thiên Yêu Hành Cung. Nhưng lại vĩnh viễn ở lại nơi này. Hắn cũng không đụng chạm gì tới những người bị đóng băng, dù sao thì người cũng đã chết. Tiếp tục đi về phía trước, đá đả tiên theo sát ngay sau hắn, hoàn toàn không bị khí lạnh ảnh hưởng, hơn nữa hắn càng hấp thụ được nhiều tinh khí trong bậc thềm, Dương Bách Xuyên có thể cảm nhận được hơi thở của đá đả tiên ngày càng mạnh, vết nứt trên bản thể cũng dần dần biến mất. Dương Bách Xuyên đã dùng càn khôn tới cực hạn để chống lại khí lạnh, sau một ngày, cũng không biết đi được bao xa, hắn có cảm giác chầy chật. Lúc này, khí lạnh đã đạt tới giới hạn cao nhất mà Dương Bách Xuyên có thể chịu được. Nhưng hắn nghĩ, dọc đường lần này, hắn không nhìn thấy bất kỳ đệ tử thánh địa nào, điều này chứng minh mọi người đều không sao, an toàn leo tới nơi cao nơi, vậy thì chẳng có lý nào mà hắn không thể. Trong thâm tâm Dương Bách Xuyên luôn tin tưởng mình không kém gì đệ tử cửu đại thánh địa, nếu người khác làm được thì hắn sẽ không có vấn đề gì. Vừa nghĩ như vậy, đột nhiên bên tai hắn nghe thấy một tiếng gió gào thét. Ngay sau đó, Dương Bách Xuyên cảm thấy toàn thân ớn lạnh, nhưng hắn biết đó là cơn gió lớn thổi qua. Nhưng mà khi cơn gió mạnh thổi qua, hắn cảm thấy cơ thể mình như bị hàng nghìn con dao cắt thành từng mảnh. Không nhìn thấy bất cứ thứ gì nhưng lại có thể cảm nhận được. Loại cảm giác đau đớn này rất thật. Lúc này, tiếng gào khóc như giết heo của đá đả thạch vang lên. Oa hu hu, chủ nhân, thiên cương sát phong này giống như bị dao cắt, oa hu hu đau quá. Dương Bách Xuyên nghe thấy tiếng gào của đá đả tiên thì dở khóc dở cười, thật ra hắn có thể thấy được, đá đả tiên không có thương tổn gì lớn, con hàng này đang làm quá mà thôi, không đau tới như vậy. Đương nhiên, Dương Bách Xuyên cũng không biết Thạch Thanh có đau thật hay không. Được rồi, một hòn đá như ngươi thì đau cái gì? Người bằng xương bằng thịt như ta không kêu thì thôi, tiếp tục đi, người khác lên được thì chúng ta cũng có thể lên được. Đá đả tiên nhảy theo ở phía sau, chủ nhân, người ta cũng là linh thạch có được không, sao lại không đau được? Đừng có rên nữa, đi nhanh lên, đừng có tưởng ta không biết cơ thể ngươi sắp hồi phục rồi. Chỉ một câu của Dương Bách Xuyên đã vạch trần bản chất của đá đả tiên. Chủ nhân không thể nói như vậy được nha. Đá đả tiên vẫn còn khua môi múa mép với Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên cũng không ngại đấu võ mồm với đá đả tiên, thật ra hắn đang phân tán lực chú ý của mình, giảm bớt đau đớn do thiên cương sát phong cắt trên cơ thể. Hai chủ tớ vừa đi vừa nói, sau khi đi được một canh giờ, Dương Bách Xuyên cảm thấy mình sắp không trụ được nữa. Mặc dù đá đả tiên luôn miệng kêu gào nhưng nhìn bản thể của hắn đã không còn vết nứt, xem ra thương thế hồi phục không tệ. Nhưng đá đả tiên vẫn không ngừng hấp thụ linh khí trên bậc thềm ngọc trắng. Đúng lúc này, đá đả tiên lên tiếng, chủ nhớ, phía trước hình như có người. Dương Bách Xuyên nghe vậy thì nhìn qua, quả nhiên cách xa mấy chục mét có bóng người đang di chuyển. Lúc này nhìn thấy người, không cần hỏi cũng biết, nhất định là người của cửu đại thánh địa đã tiến vào lúc trước. Trong lòng thầm nhủ, cuối cùng cũng đuổi kịp, hai bên chênh lệch thời gian nửa tháng. Dương Bách Xuyên đuổi theo bọn họ,
chỉ có thể nói núi tuyết này thật sự quá khó đi, nếu không thì trong khoảng thời gian này, những người kia đã sớm leo tới đỉnh rồi. Điều này cũng có nghĩa là, thực lực hiện tại của Dương Bách Xuyên không hề yếu. Nghĩ như vậy, tinh thần Dương Bách Xuyên phấn chấn hẳn lên, hắn bước nhanh về phía trước, đương nhiên mỗi bước tiến vào lúc này đều vô cùng đau đớn. Lực lượng của Thiên Cương Sát Phong ngày càng mạnh. Nhưng mà, Dương Bách Xuyên vốn đã so đo với đám đệ tử Thánh Địa, đương nhiên sẽ không dừng lại. Bên trong và bên ngoài càn khôn gần như được dùng tới cực điểm. Dương Bách Xuyên phải mất hơn 10 phút mới đi được khoảng cách 6-70 mét. Khi chỉ còn 8-9 mét, Dương Bách Xuyên nhìn thấy hầu như mọi người đều đã đến nơi. Rải rác trên những bậc thềm ngọc trắng. Trước mặt hắn chính là Mai Hoa Tiên Tử dẫn theo đệ tử của Thông Tiên Cung, theo sau là Minh Du Nhiên của U Linh Chi Đô và Khương Thế Long của Thánh Địa Đao Chủng. Cuối cùng là Mộ Trường Phong Hiên Viên Linh Hề. Nhưng khi Dương Bách Xuyên trông thấy bọn họ thì ngẩn người. Bởi vì Dương Bách Xuyên phát hiện, tất cả bọn họ gần như đều triệu hoán ra mệnh tinh thần tượng để chống lại Thiên Cương Sát Phong. Lúc này, hắn thầm mắng mình hồ đồ, sớm biết vậy thì hắn cũng triệu hóa mệnh tinh ra, tự dưng lại phải chịu nỗi khổ bị nghìn đao chém. Dương Bách Xuyên tới, bọn họ đương nhiên cũng phát hiện. Mộ Trường Phong vui mừng hô lên, sư tổ. Lúc gọi, Mộ Trường Phong cũng ngẩn cả người. Y không ngờ Dương Bách Xuyên chỉ dựa vào chân khí cũng có thể đi được lên đây. Không chỉ có Mộ Trường Phong mà tất cả mọi người đều thấy Dương Bách Xuyên không dùng tới mệnh tinh thần tượng, biểu cảm trên gương mặt của ai nấy đều tràn đầy vẻ khiếp sợ. Mai Hoa Tiên Tử quay đầu nhìn Dương Bách Xuyên, con người co rút lại. Minh Du Nhiên và Khương Thế Long cũng không thể tin nổi. Người của Cửu Đại Thánh Địa dùng tính mạng để chứng minh. Những người leo lên đỉnh núi chỉ dùng chân khí đều sẽ bị đông chết ở bậc thang, căn bản không thể đi tới Thiên Cương Sát Phong. Chỉ có vận công chân khí và mệnh tinh thần tượng qua lại lẫn nhau mới có thể chống lại Thiên Cương Sát Phong, đi tới đỉnh núi. Nhưng nhìn Dương Bách Xuyên chỉ dùng chân khí để lên tới tận trên này. Điều này đủ để chứng minh, tên tiểu tử này đúng là yêu nghiệt. Tất cả mọi người đều đang nghĩ cùng một vấn đề, nếu như Dương Bách Xuyên dùng tới mệnh tinh thần tượng, liệu hắn có bay lên được trong Thiên Cương Sát Phong không? Sau đó trực tiếp chạy thẳng tới đỉnh núi. Phải biết rằng phía trước còn hơn 100 mét mới có thể lên đến đỉnh núi tuyết rồi mới tới hành cung Cửu Vĩ Thiên Yêu Vương. Lúc này, Dương Bách Xuyên cũng đang nghĩ mình có nên triệu hoán mệnh tinh ra không? Rõ ràng, dùng mệnh tinh chống đỡ Thiên Cương Sát Phong sẽ nhẹ nhõm đi rất nhiều. Thậm chí Dương Bách Xuyên biết hắn dùng thiên phú mệnh tinh chuông Đông Hoàng thì cũng sẽ dễ dàng hơn. Ngay lúc này, lão đầu bỗng nhiên lên tiếng, thằng nhóc thối, không được dùng mệnh tinh, con cứ dùng chân khí ngăn chặn Thiên Cương Sát Phong, một là có thể gia tăng khả năng vận dụng chân khí của con, thứ hai là bên trong Thiên Cương Sát Phong có thể rèn luyện cơ thể và nguyên thần. Lẽ nào con không phát hiện, dọc đường đi tới bây giờ, thân thể của con mạnh hơn sao? Nghe lão đầu nói như vậy, Dương Bách Xuyên cẩn thận cảm nhận lại, thân thể của bản thân hình như mạnh lên một chút, mặc dù không rõ nhưng quả thật đã tốt hơn. Lão đầu, hình như đúng là mạnh hơn một chút, Dương Bách Xuyên nói. Nói nhảm, Thiên Cương Sát Nha nhắm vào nguyên thần và thể xác, rèn luyện chúng, hoàn cảnh này thường không có ở tu chân giới, sao có thể bỏ qua cơ hội này được, không chết được đâu, người khác có thể chết nhưng con thì không. Vân Thiên Tà không khách khí mắng. Lão đầu chết tiệt. Nhưng mà thật sự rất đau, Dương Bách Xuyên âm thầm gào thét. Đừng có la nữa, muốn thành kẻ mạnh, thậm chí là mạnh nhất, được người Thánh Địa tôn trọng sợ hãi thì đương nhiên phải trả giá. Bây giờ thân thể sinh tử cảnh của con vẫn chưa thành, cách cảnh giới tiếp theo thân thể lưu ly rất xa, nếu như không cố gắng thì sao có thể tu luyện thành thân thể lưu ly. Nói thật cho con biết, lúc con độ đại thiên kiếp có thiên lửa ra thân, một khi đốt cháy sẽ trở thành tro bụi. Không có bảo vật phòng ngự thì chắc chắn sẽ chết, nhưng nếu con tu thành thân thể lưu ly, vậy thì mọi chuyện sẽ không giống nữa, đến khi đó lửa sẽ không còn tác dụng quá lớn. Hơn nữa thân thể lưu ly gần như đã đạt tới bước bất tử bất diệt, đương nhiên những chuyện này chỉ là tương đối, tóm lại tu luyện thân thể lưu ly sẽ tốt vô cùng. Hiện tại tiểu tử con còn chưa tu thành thân thể sinh tử cảnh, sao có thể tu luyện thân thể lưu ly? Nói cho con biết trước khi ra khỏi Thái Hoang thì nhất định phải tu được thân thể lưu ly. Nếu không sau này đừng hy vọng vi sư sẽ giúp bất cứ chuyện gì cuối cùng,
Vân Thiên Tà còn dùng tới đe dọa. Dương Bách Xuyên cạn lời, hắn nói, lão đầu chết tiệt, xem như người lợi hại, con tu luyện thân thể lưu ly là được chứ gì, con cũng đâu có nói không, người kích động như vậy làm gì. Dương Bách Xuyên rất buồn phiền vì lần này sư phụ mình dùng tới cả uy hiếp, nhưng hắn biết đây cũng là một kiểu thúc giục khác của lão đầu dành cho mình. Vốn là muốn dùng thần thông mệnh tinh ngăn chặn thiên cương sát phong, không ngờ lão già lại không cho phép. Dương Bách Xuyên chỉ đành từ bỏ, tiếp tục chịu đựng nỗi khổ thiên đao vạn quả trong thiên cương sát phong. Lúc này, Dương Bách Xuyên cũng nghi ngờ lão già chết tiệt có còn là sư phụ của hắn nữa không? Có sư phụ nào hãm hại đồ đệ như vậy không? Người của mấy thánh địa lớn đều dùng đủ loại thủ đoạn để ngăn chặn đau khổ như thiên đao vạn quả của thiên cương sát phong, hắn lại muốn cưỡng chế chịu đựng. Đương nhiên nói cho cùng thực ra Dương Bách Xuyên hiểu lão già là muốn tốt cho hắn. Nhục thể sinh tử cảnh vốn chưa đại thành, vẫn còn cách đại thành một đoạn nữa. Nếu thật sự giống như lão già nói, sau khi đột phá nhục thể sinh tử cảnh, đạt đến thân thể lưu ly gì đó, có thể có tác dụng lớn lúc độ đại thiên kiếp, như vậy dù là đau khổ lớn hơn nữa hắn cũng phải chịu đựng. Dù sao dự tính ban đầu khi tiến vào Thái Hoang, chính là để độ đại thiên kiếp, tạo một nền móng vững chắc. Điều có thể làm lúc này chỉ có một chữ, nhịn. Hắn vẫn kiên trì ý nghĩ ban đầu tạm thời giữ khoảng cách với Mộ Trường Phong, đỡ cho nếu như thật sự đánh với Mai Hoa Tiên Tử, đến lúc đó Mộ Trường Phong và Hiên Viên Linh Hề chắc chắn sẽ giúp đỡ. Hắn đã khiến số lượng đệ tử hai nhà tổn thất vì hắn rồi, nếu như lại có thương vong, trong lòng Dương Bách Xuyên rất áy náy. Dù sao hắn không muốn nợ quá nhiều ân huệ. Lúc đi ngang qua Minh Du Nhiên và Khương Thế Long, hai người chỉ cười, gật đầu ra hiệu, cho đến bây giờ. Ngoài Mộ Trường Phong và Hiên Viên Linh Hề, Dương Bách Xuyên cũng chưa từng có mâu thuẫn với hai nhà U Linh Chi Đô và Thánh Địa Đao Chủng này. Thánh địa khác thì không nói nữa, về cơ bản đều bị hắn tiêu diệt rồi. Chỉ có Thông Tiên Cung, đến cuối cùng Mai Hoa Tiên Tử đã ngầm chịu đựng, nhưng chính vì như vậy, nên Dương Bách Xuyên mới càng thấy nguy hiểm hơn. Cho nên đây cũng là nguyên nhân hắn tạm thời giữ khoảng cách với Mộ Trường Phong và Hiên Viên Linh Hề. Sau đó hắn dẫn Đá Đả Tiên đi ngang qua bên cạnh đám nữ nhân Mai Hoa Tiên Tử. Hai bên lướt qua đều không nói chuyện, nhưng Dương Bách Xuyên thấy ánh mắt muốn giết người của cả đám Thông Tiên Cung, hơi buồn cười. Chỉ có ánh mắt Mai Hoa Tiên Tử lúc nhìn hắn vô cùng bình tĩnh, không nói một câu. Nhưng càng như vậy thì càng khiến Dương Bách Xuyên tràn đầy phòng bị đối với nàng ta. Chỉ có thể nói nữ nhân này thật sự không dễ đối phó. Nhưng hắn cũng không quá để ý, ngược lại lúc này mỗi người bọn họ đều vận chuyển mệnh tinh thần tượng, tiêu hao chân nguyên khổng lồ để chống lại khí lạnh, không có nguy hiểm đối với Dương Bách Xuyên. Nếu bây giờ thật sự ra tay, thì người thiệt chính là bọn họ. Phải biết rằng Dương Bách Xuyên vẫn chưa sử dụng mệnh tinh thần tượng. Mai Hoa Tiên Tử muốn ra tay với hắn thì đã ra tay từ lâu rồi. Dương Bách Xuyên thản nhiên cười, trực tiếp vượt qua đám người của Thông Tiên Cung, đi về phía trước. Thực ra hắn đang cố chống đỡ, làm ra vẻ, chính là để không thua kém trước mặt đám người Mai Hoa Tiên Tử, ra vẻ là người rắn giỏi chưa kêu ra một tiếng. Ngoài ra Dương Bách Xuyên cũng nhìn ra những đệ tử thánh địa này đang bước đi vô cùng khó khăn, chậm chạp trong thiên cương sát phong, muốn ra tay cũng phải kiêng dè. Đương nhiên đối với Dương Bách Xuyên, hắn chủ yếu là muốn tôi luyện nhục thể, tất nhiên cũng sẽ không ra tay với đám người Thông Tiên Cung Mai Hoa Tiên Tử vào lúc này. Rất nhanh Dương Bách Xuyên đã vượt qua bọn họ một đoạn dài. Thực ra sau khi Dương Bách Xuyên đi ngang qua, đám người Mai Hoa Tiên Tử cũng thở phào trong lòng, cũng sợ Dương Bách Xuyên chém giết bọn họ vào lúc này. Hoàn cảnh quá ác liệt, thật sự không dễ dàng. Mộ Trường Phong và Hiên Viên Linh Hề cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ sợ Mai Hoa Tiên Tử gây khó dễ cho Dương Bách Xuyên. Đợi sau khi Dương Bách Xuyên dẫn Đá Đả Tiên đi xa, tất cả mọi người có mặt ở đây mới nhìn thấy bậc thang ngọc trắng vậy mà có vết nứt. Lúc này nhìn thấy lại vẫn hít ngược khí lạnh. Bậc thang ngọc trắng của núi tuyết này tồn tại bao nhiêu năm đều không hề có tổn hại, hôm nay Dương Bách Xuyên vừa đi qua như vậy đều nứt cả rồi. Chỉ có thể chứng tỏ công lực của Dương Bách Xuyên quá thâm hậu. Một đệ tử của Thông Tiên Cung không nhìn được nói với Mai Hoa Tiên Tử, sư tỷ, Dương Bách Xuyên này tà môn quá. Vậy mà lại chấn vỡ cả bậc thang ngọc trắng.
Mai Hoa tiên tử nhìn bóng lưng đi xa của Dương Bách Xuyên, xa xôi nói, không phải hắn, là hòn đá theo sau hắn. Đã nói với các ngươi từ lâu rồi, bất cứ lúc nào cũng không thể lơ là hoàn cảnh xung quanh, lúc gặp chém giết, có lúc các ngươi quan sát hoàn cảnh tới mức tỉ mỉ cũng có thể gọi là vốn liếng để đối địch, thậm chí giết địch trong vô hình. Dừng một lát, Mai Hoa tiên tử lại nói tiếp, nhưng mà quả thật phải cẩn thận Dương Bách Xuyên, chúng ta dốc hết sức lực chống đỡ dưới thiên cương sát phong. Còn hắn lại là đang tôi luyện nhục thể trong thiên cương sát phong, đúng là đáng sợ. Tiểu tử này không thể giữ lại được, nếu đã thành tử địch, vậy thì giết hắn đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 105.